Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1841, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Vào giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản oản khẽ co giật. Vốn nàng tương kế tiểu kế đi tới tư gia, chỉ là muốn tìm ra Eric, xem hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có mục đích gì. Nhưng mà ai ngờ được, lần này con miệng nó lại trúng số độc đắc lớn như vậy, thập nhất là Eric đã khiến cho nàng vạn vạn không ngờ tới mà hiện nay, cái gã Eric này lại còn là lão thất tư gia. Là thất ca của tư giả Hàn. Ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản suốt một đoạn thời gian dài vuốt lông tư giả Hàn. Đã từng nghe tư giả Hàn nhắc đến chuyện của những huynh đệ tư gia này. Những người anh chết ở trong tay tư giả Hàn, mỗi một người đều muốn lấy mạng của anh ta. Ngay từ lúc ban đầu, tư giả Hàn cũng không dự định ra tay với bọn họ. Bất kể như thế nào, dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng vẫn là anh em nhưng mà, mấy vị huynh đệ kia lại coi tư giả hàn như tử địch. Cho dù tư giả hàn đã hết sức lưu tình, nhưng mấy vị huynh đệ kia lại không hề cảm kích chút nào. Mãi đến khi chạm đến ranh giới cuối cùng của tư giả hàn, mới khiến cho tư giả hàn đau đớn hạ quyết tâm, tiêu diệt bọn họ. Mà trừ lão đại gia, người duy nhất còn sót lại chính là lão thất. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không hề nghe tư giả hàn đề cập tới lão thất. Mặc dù không quá muốn tin tưởng, người đàn ông trước mắt này chính là thất gia tư gia nhưng hứa dịch cẩn thận suy tính eric dường như cũng không có bất kỳ lý do gì để đi lừa bọn họ bây giờ eric đã nắm trong tay quyền hành của tư gia hơn nữa nhìn thái độ của tần nhược hy và đám cao tầng tư gia này đối với hắn có lẽ thế lực sau lưng hắn cũng lớn đến kinh người hoàn toàn không có lý do gì phải đi giả mạo thất gia cả cho dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trong lòng hứa dịch cũng hiểu rõ người này quả thật là thất gia tư gia thất gia trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không cửu gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua muốn xuống tay với cậu hứa dịch nhìn về phía thập nhất vội vàng mở miệng giải thích ồ phải không nghe tiếng khóe miệng thập nhất treo lên một nụ cười lạnh như băng hứa dịch hứa quản gia anh cho là tôi có tin hay không nhưng cửu gia thật sự chưa từng bao giờ nói là muốn động thủ với thất gia cả hứa dịch cố gắng giải thích. Audio điện tử võ tấn bền Dù như vậy, bây giờ hết thảy những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Thập nhất cười lạnh, mấy vị huynh đệ còn lại cũng liền thôi đi. Nhưng mà, tư giả hàn tại sao phải giết lão bát? Bát đệ đúng là đã chết ở trong tay của hắn. Nhắc tới lão bát, trong mắt của thập nhất hiện ra một vệt hàn quang kinh người. Tại thủa thiếu thời, từng có một quãng thời gian, thập nhất và lão bát tư ra nương tựa lẫn nhau ở nước ngoài. Mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng là anh em, cũng không hề khác gì nhau cả. Thập nhất không cách nào hiểu được, tư giả hàn vì một vị trí gia chủ, lại sẽ có thể giết chết lão bát. Bát đề của hắn, thật ra, thật sự không phải là giống như như cậu nghĩ. Cửu gia đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, nhưng bọn họ lại liên hợp lại, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa cửu gia vào chỗ chết. Cửu gia cũng không có biện pháp nào hứa dịch thở dài. Im miệng, thập nhất nghiêm nghỉ quát lên, người bên cạnh thì không nói, nhưng bát đệ đối với vị trí gia chủ tư gia, căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Càng không thể nào sẽ hại lão cửu, hết thảy những thứ này đều là do lão cửu muốn quét sạch tất cả các chướng ngại. Thập nhất, tư giả hàn không phải là thứ người như vậy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía thập nhất, mở miệng nói. Thời điểm ban đầu khi Diệp Oản Oản và tư giả hàn đều còn ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản đối với những chuyện này cũng đã nắm rất rõ ràng. Ồ, ý của cô là, lão đại sẽ gạt tôi sao? Thập nhất lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nhắc tới lão đại, hứa dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại tư gia ở bề nổi là một người hiền lành, nhưng sau lưng lại vô cùng căm ghét tư giả hàn. Bao gồm cả con trai của lão ta, tư hạ, cũng là như vậy. Trường 1842, Lão Thất, anh đang tìm tôi sao? Nếu như những thứ này đều là lão đại nói với thất gia, vậy thì hứa dịch đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Thất gia, nếu như quả thật là như cậu nghĩ, lão đại và tư hạ, làm sao còn có thể sống tới ngày hôm nay? Sợ rằng đều đã sớm bị cửu ra diệt trừ mới đúng. Hứa dịch nói, giờ phút này, Diệp Oản Oản quan sát thập nhất, không khỏi cười thầm. Cái gã, lão thất này, đúng thật là có chút phức tạp. Khi còn bé, có quan hệ cực tốt cùng với lão bát và tư dạ hàn, nhưng lại bị lão đại âm thầm khích bác ly gián. Thậm chí còn nói cho thập nhất, tư giả hàn đi khắp nơi tìm tung tích của hắn, muốn giết hắn để nhổ cỏ tận gốc. Trong sự bất đắc dĩ và vội vàng, thập nhất đã đi thay đổi diện mạo, hơn nữa còn trà trộn vào tư gia. Theo thập nhất, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sau khi hắn phẫu thuật thẩm mỹ xong liền trà trộn vào tư gia, trở thành một gã ám vệ. Như vậy, tư giả hàn vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng tìm ra được hắn, cũng sẽ tuyệt đối không thể ngờ được, lão thất lại có thể là thập nhất. Hơn nữa, theo Diệp Oản Oản, thân là lão thất, thập nhất quả thực là hận thấu xương đối với tư giả hàn. Nếu không, sẽ không để cho thí huyết minh đi ám sát tư giả hàn. Nhưng, cái gã, lão thất này, lại cũng cực kỳ mâu thuẫn. Mặc dù muốn lấy mạng của tư giả hàn, nhưng trong lòng lại cũng không hy vọng tư giả hàn chết đi. Dù sao, đó vẫn là em trai nhỏ nhất của hắn. Ban đầu, bọn họ cùng theo tư giả hàn đi ra nước ngoài, tư giả hàn đột phát bệnh nặng, lâm vào trạng thái hôn mê. Mà thí huyết minh thừa cơ công kích, muốn lấy mạng của tư giả hàn. Mà những người đó, chính là do thập nhất thuê, nếu như, thập nhất thật sự muốn để cho tư giả hàn chết đi, hoàn toàn có thể đứng ra, vạch trần việc diệp oản oản giả mạo tử vong hoa hồng. Chỉ bất quá, thập nhất lại không làm vậy, hơn nữa còn hết sức phối hợp, diễn xong màn diễn kia. Cho nên, ta hiện tại rốt cuộc nên gọi ngươi là thất ca, hay vẫn là thập nhất đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thập nhất, mặt không đổi sắc nói. a à, chỉ là một cách xưng hô, tùy ý đi, thập nhất cười nói. Thập nhất, nội tâm của ngươi, đúng là thật sự vô cùng mâu thuẫn. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, một mặt, hận tư dạ hàn thấu xương, muốn rút gân lột ra anh ta. Nhưng mà ở một phương diện khác, khi tư giả hàn gặp phải nguy hiểm, người lại cực kỳ lo lắng, không muốn tư giả hàn chết đi. Thật ra thì, ban đầu ở nước ngoài, khi ta giả mạo tử vong hoa hồng, nếu như người thật muốn tư giả hàn chết, hoàn toàn có thể vạch trần ta trước mặt bọn thí huyết minh. Nhưng mà người cũng không làm vậy, người vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của người em trai tư giả hàn này. Ta nói vậy, có đúng không? Diệp Oản Oản hỏi. Quan tâm đến sự sống chết của hắn. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, thập nhất bỗng nhiên cười lạnh sư phụ cô cũng có phần nghĩ quá nhiều rồi đúng là tôi muốn khiến cho tư giả hàn chết nhưng tôi hy vọng hắn ta chết đi trong đau khổ ban đầu ở nước ngoài tư giả hàn trọng thương hôn mê nếu như hắn chết như vậy há chẳng phải là không có ý nghĩa gì chết như vậy có gì thú vị chứ ồ diệp oản oản hơi có chút cổ quái nhìn chằm chằm thập nhất nhưng lúc nãy không phải ngươi vừa nói tư giả hàn dù sao cũng là em trai ngươi ngươi không muốn để cho anh ta chết đi sao làm sao hiện tại lại tự đá vào mông mình rồi mấy câu nói của diệp oản oản khiến cho chân mày thấp nhất nhân lại diệp oản oản đã sớm nhìn thấu gã thất gia trước mặt này rồi nội tâm hắn vô cùng phức tạp cho dù vẫn còn có tình cảm anh em đối với tư dạ hàn nhưng trên miệng cũng sẽ không hề thừa nhận nhưng chỉ cần nhìn những gì mà hắn làm liền có thể nhìn thấu được con người của hắn sư phụ đừng có tán gẫu nữa nói cho tôi biết tư dạ hàn ở nơi nào thập nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhún hai vai một cái, xin lỗi, đồ đệ ngoan, sư phụ đây cũng không biết được cậu em trai đáng yêu kia của con, ở đâu. Nếu như con, tìm ra được hắn, thì nói cho sư phụ biết, nhé. Lão thất, anh đang tìm tôi sao? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói nhảm, một âm thanh vạn phần quen thuộc, bỗng nhiên vang lên. Trường 1843, lại có thể kết hôn rồi một câu nói không mang theo một chút tâm tư cảm xúc gì truyền đến đám cao tầng tư gia và tần nhược hy đều sửng sốt một giây kế tiếp từ ngoài cửa tư gia hơn chục vị nam tử được huấn luyện chuyên nghiệp mặc áo bó sát người tràn vào phía trước nhất một người đàn ông chậm rãi bước từng bước ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường trên người là một thân âu phục màu đen cứ như thể là một vị vua của màn đêm vậy thân sắc có vẻ vĩnh viễn cũng sẽ không có chút rung động nào kia khiến cho đám người tư ra cắn răng nghiến lợi. Hàn quang trong mắt tần nhược hy lóe lên, người đàn ông này, hắn ta lại trở về rồi. Tư giả hàn, hứa dịch sau khi nhìn thấy tư giả hàn lộ diện, mặt đầy kích động. Cửu gia mất tích mấy tháng, rốt cuộc một lần nữa trở về lại tư gia. Hắn biết ngay mà, không có khả năng cửu gia sẽ xảy ra chuyện. Trong giờ phút này, một vị ám vệ tư gia, nhanh chóng đi tới bên người đội trưởng đội ám vệ, nói gì đó nghe tiếng, sắc mặt đội trưởng ám vệ tư gia khẽ biến, vội vàng đi tới bên cạnh thập nhất, thấp giọng nói, Eric tiên sinh, tư gia hàn đã phá tan mọi bố trí canh phòng của tư gia rồi. Phần lớn chiến lực đều đã bị bọn họ bắt làm tù binh. Nghe đội trưởng ám vệ báo cáo, trong mắt của thập nhất hiện ra vẻ băng hàn. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ quan sát tư giả hàn mấy lần, như có điều suy nghĩ. Trước đó không phải là tư giả hàn tự nói với mình, anh ta còn có một chút chuyện quan trọng cần xử lý, cần phải rời khỏi Hoa Quốc hay sao? Làm sao vào lúc này, Tư Giả Hàn lại đi tới Tư Gia? Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, nếu như Tư Giả Hàn là tu la chủ mà nói, bốn phía chung quanh Tư Gia nhất định sẽ có vô số tai mắt. Nếu không, lúc mình xảy ra chuyện, Tư Giả Hàn tuyệt đối không có khả năng sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, càng thêm không có khả năng sẽ chạy tới Tư Gia ở trong thời gian ngắn như vậy. Ah ha ha ha! Ma Lem, đã lâu không gặp nha, cô có khỏe không? Một bên, Lâm Khuyết đi theo bên cạnh Tư dạ Hàn, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói với nàng. Con bà nó, người con miệng nó có biết nói chuyện hay không? Gọi ai là Ma Lem đấy? Bắt đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Khuyết, lạnh giọng quát lên. Ảc, à, thân thần sắc Lâm Khuyết có chút lúng túng, chỉ có thể cười ha hả, lần nữa nói cửu tẩu. Tôi sai rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, thanh âm lãnh đạm của tư giả hàn lại lần nữa vang lên, lâm khuyết. Đưa bọn họ rời khỏi tư gia. Cửu ca, tôi hiểu rồi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của tư giả hàn, lâm khuyết nhìn về phía diệp oản oản, cửu tẩu, tôi dẫn các người rời đi trước, chuyện của tư gia, để cho cửu ca xử lý đi. Để cho chính tư giả hàn xử lý. Lúc này, diệp oản oản nhìn về phía tư giả hàn, tại sao? Nghe tiếng, ánh mắt tư giả hàn rơi vào trên người diệp oản oản, vẻ lạnh như băng kia biến mất không còn thấy đâu nữa thay vào đó là một chút ôn nhu không thể nhận ra không có quan hệ gì đến em em không cần phải lội vào vũng nước đục này không có quan hệ gì đến tôi làm sao có thể như vậy chứ diệp oản oản nhìn tư dạ hàn khóe miệng khẽ nhếch lên đầy coi thường nở một nụ cười đầy khó hiểu tôi không phải là vợ của anh sao nếu như chúng ta đều đã kết hôn rồi vậy thì chuyện của anh chính là chuyện của tôi giữa anh và tôi có cái gì mà cần phải phân chia anh hay tôi trước đó tư giả hàn tự nói với nàng rằng chính là bởi vì tư giả hàn và nàng đã kết hôn nên mới dẫn đến cổ tộc tư thị của độc lập châu truy sát bọn họ dựa theo cách nói của tư giả hàn hai người có quan hệ vợ chồng danh chính ngôn thuận một cách hợp pháp nếu đã là vợ chồng dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng có hỏa cùng chia cái cái quỷ gì vậy diệp oản oản vừa dứt tiếng bắt đầu mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Diệp Oản Oản và tư dạ hàn con bà nó. Kết hôn rồi, chuyện khi nào, làm sao đệ lại không biết. chương 1844, Kỳ Hoàng biết làm sao bây giờ. Không nói đến bắt đầu, chính cả thất tinh và đại trưởng lão, tam trưởng lão, khuôn mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Minh chủ và cái gã tư gia gia chủ của Hoa Quốc này không phải là có quan hệ yêu đương trai gái à. Lúc này mới bao lâu, làm sao lại biến thành quan hệ vợ chồng rồi vậy hả? Làm sao chỗ nào cậu cũng xía vào hết vậy? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Không được mà Phong, không đúng, Oản Oản tỷ, tỷ xem, nếu như tỷ vui chơi qua đường một chút thôi thì coi như xong đi. Loại mặt hàng như bạn trai này, có bao nhiêu cũng được. Nhưng mà chồng thì chỉ có thể có một người mà thôi. Oản Oản tỷ, làm sao tỷ có thể gả cho một tên gia chủ của một gia tộc tại Hoa Quốc được chứ? chuyện này không được, tuyệt đối không được, đệ không đồng ý cửa hôn sự này. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lắc đầu liên tục. Cậu quá nhiều lời rồi, lúc này, thất tinh nhìn về phía bắt đầu, mặt không đổi sắc nhận xét. Cái gì gọi là quá nhiều lời, bắt đầu không hiểu. Đây là chuyện riêng của Oản Tỷ, thất tinh nói. Phi, cái thứ chó con như cậu, làm sao biết được cái gì gọi là trung thành. Trung thành là phải giống như tôi đây, tôi phải khuyên nhủ, phải quan tâm đến sự được mất của oản tỷ. Cậu thì biết cái gì, cậu tránh ra cho tôi. Bắt đầu một tay đem thất tinh đẩy sang một bên. Còn không đợi Diệp oản oản mở miệng, bắt đầu lại sổ ra một tràng. oản oản tỷ à, chuyện này thật sự không được. Nếu như tỷ cùng cái tên này kết hôn rồi, vậy thì kỳ hoàng biết làm sao bây giờ đây? Kỳ hoàng, giờ phút này, chúng cao tầng tư ra chố mắt nhìn nhau. Cái danh từ kỳ hoàng này, chưa từng nghe nói tới, người đó là ai vậy? thoạt nghe có vẻ như rất dọa người, mà khi bắt đầu nhắc tới kỷ hoàng ở một bên, vẻ ôn nhu kia của tư giả hàn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, phảng phất như có cuồng phong bạo vũ, mây đen sấm sét đang ùn ùn kéo tới. kỷ hoàng nếu như không ổn thì để cảm thấy tu la chủ cũng được đấy, để cảm giác tu la chủ và hoàn hoàn tỷ cũng rất thích hợp nha. còn bà nó để hiểu rồi, hoàn hoàn tỷ chẳng lẽ là tỷ điên cuồng mê luyến tu la chủ, nhưng dù muốn lại không thể chiếm được cho nên mới coi trọng cái tên này sao bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía tư dạ hàn tướng mạo gã gia chủ tư gia của hoa quốc này so với tu la chủ của độc lập châu cơ hồ là giống nhau như đúc quả thật là cứ như anh em sinh đôi vậy trừ màu tóc không giống nhau ra mọi thứ còn lại đều giống y hệt đúng vậy sẽ không sai rồi nhất định là như vậy oản oản thì chính là yêu tu la chủ yêu đến chết đi sống lại yêu đến mức bản thân bị lạc lối cho nên thì mới có thể vừa ý cái thằng này, kết hôn cùng với hắn. Bác đầu nâng cầm lên, vừa phân tích vừa tự gật gù vì sự thông minh của mình. Nghe bác đầu nói, sắc mặt cái thằng này, lúc này mới hơi hơi có chút hỏa hoãn. Nhưng mà nếu như oản oản thì coi như không chiếm được tu la chủ. Đệ thấy kỷ hoàng cũng được đấy, kỷ hoàng cũng không hề kém hơn tu la chủ chút nào, để đệ tới phân tích cho tỷ nghe nhé. Giá trị nhan sắc của kỷ hoàng, khẳng định là không cần phải nói rồi một một người so với tu la chủ. Tiền sao, có khả năng là cũng nhiều như nhau, địa vị sao, để cũng cảm thấy sàn sàn như nhau, danh tiếng cũng tương đương nhau. Dĩ nhiên rồi, đệ hoài nghi tu la chủ và Kỷ hoàng mới là một đôi. Coi như là kỳ hoàng, oản oản tỷ phỏng chừng cũng không đủ sức theo đuổi. Đệ cảm thấy kỳ hoàng và tu la chủ đều coi thường tỷ. Nhưng, nếu Kỷ hoàng và tu la chủ không được, còn có thẩm ca của đệ đứng xếp hàng đó nha thầy bắc đầu cứ đứng đó dùng một loại lập luận thiếu mạch lạc, lại nhảy không ngừng, khuôn mặt diệp oản oản đen lại. thẩm ca cái em gái người ấy, thẩm ca trong miệng bắc đầu, độc lập châu chỉ có một vị như thế, chính là gã tiểu thần tài của thẩm gia. trừ bắc đầu ra, còn có một người cũng cực kỳ muốn tác hợp cho mình và thẩm đại công tử. nhiếp vô danh, người làm sao lại lắm lời như vậy? vào giờ phút này, tam trưởng lão nãy giờ vẫn chưa từng mở miệng. Dường như cũng không nghe nổi bắt đầu lại nhảy không ngừng nữa Chân mày ông ta nhăn lại Mặt đầy vẻ không vui nhìn về phía bắt đầu chương 1845 Chúng ta có con trai hay không? Tam trưởng lão Ông xem lại lời của mình đi Thẩm ca tôi có lai lịch gì Cũng không phải ông không biết Nếu như hoàn hoàn thì có thể lấy thẩm ra đại công tử Chúng ta đều có thể được thơm lây rồi Đến lúc đó Thẩm ra có nhiều tiền như vậy Lại nhiều sản nghiệp như thế chúng ta hẳn sẽ có thể thò một chân vào. Chật chật chật, bác đầu mặt đầy kích động. Nghe bác đầu nói vậy, tam trưởng lão lại cười lạnh một tiếng, ngại quá, chúng ta thiếu chút tiền kia sao? Tam trưởng lão nói xong, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản, thật ra thì, có tiền hay không không thành vấn đề, chủ yếu là tôi cảm thấy thẩm gia đại công tử nhìn khá thuận mắt, đối xử với cô cực kỳ tốt. Nếu như cô có thể lấy thẩm gia đại công tử, tôi cảm thấy cũng không tệ, sau này mỗi ngày đều có thể sống hạnh phúc. Hay là cô và cái gã gia chủ tư gia này ly hôn trước đã rồi lại nói. Diệp Oản Oản, đại trưởng lão, bắt đầu thất tinh. Con bà nó, mấy người các người thấy tiền liền sáng mắt à. Thẩm gia đại công tử có tiền thì thế nào, có tiền nhiều cũng đâu thể ăn thay cơm. Một bên, Lâm Khuyết mặt đầy vẻ bực tức. Vị huynh đệ này, đầu óc người bị lừa đá à? Có tiền không thể mua cơm ăn sao? Xí, ánh mắt bắt đầu rơi vào trên người Lâm Khuyết. Không cho Lâm Khuyết có cơ hội mở miệng, thần sắc bắt đầu có chút hiếu kỳ, người lại có thể nhận biết thẩm gia đại công tử. Chẳng lẽ người từng đi qua? À, Lâm Khuyết tỉnh hồn lại, hơi sững sờ. Một giây kế tiếp, liền vội vàng hướng về phía bắt đầu lắc đầu, không có, không có, không có, chưa từng đi, chưa từng đi. Tôi nào biết cái gì mà thẩm gia đại công tử? Không phải là các người nói thẩm gia đại công tử có tiền sao? tôi chỉ thuận miệng nói mấy vị ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm tôi cảm thấy tình cảm là vô giá những thứ như tiền sống không dùng hết chết cũng chẳng mang theo được có nhiều như thế cũng không có tác dụng gì cậu nói xem cửu ca và cửu tẩu của tôi đều đã kết hôn rồi các người ở đây làm ông tơ bà nguyệt để làm gì có từng nghe câu này hay chưa khuyên hòa không khuyên ly đừng thất đức như vậy các người tán gẫu đủ chưa còn không đợi lâm khuyết tiếp tục nói gì cách đó không xa, hàn quang trong mắt thập nhất lóe lên, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, tư giả hàn nhìn về phía thập nhất, lão thất, đã lâu không gặp. a à, cửu đệ, đích xác là quá lâu không gặp rồi, tim của cậu, đều đã hỏng rồi. Thập nhất nhìn chằm chằm tư giả hàn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đây là chuyện riêng giữa chúng ta, để cho oản oản đi về trước. Tư giả hàn nói, nghe tiếng, thập nhất cười nói, được, bất kể nói thế nào, Diệp Oản Oản vẫn là sư phụ tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Nếu như không phải là bởi vì muốn dẫn dụ cậu xuất hiện, vốn giờ này tôi đang cùng Diệp Oản Oản uống rượu, nói chuyện phiếm, cần gì phải náo đến nông nỗi này. Bắt đầu, nói chuyện phiếm cũng được, nhưng uống rượu không được. Thất tinh, ừm. Tư giả hàn cũng không thèm để ý tới bắt đầu, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản, đi về trước đi, đây là chuyện riêng của anh và lão thất đã nói rồi chúng ta đã kết hôn không tồn tại chuyện riêng đúng không diệp oản oản nói như đúng rồi tư giả hàn hơi nhíu mày tựa như muốn nói gì đó nhưng mà một câu nói này của diệp oản oản đã chặn lời của anh ta lại khiến cho anh ta không còn lời nào để nói đúng rồi trước anh nói chúng ta đã kết hôn vậy tôi có một vấn đề muốn hỏi anh bỗng nhiên con người diệp oản oản khẽ đảo nhìn chằm chằm tư giả hàn cười khanh khách Vấn đề gì? Tư giả hàn nói. Chúng ta, có con trai hay không? Diệp oản oản chậm rãi mở miệng. Không có, tư giả hàn trả lời. Ồ, phải không? Nhưng vì cái gì? Tôi luôn cảm thấy chúng ta có một đứa con trai đấy. Diệp oản oản lại nói. Trường 1846, chúng ta là anh em. Nghe vậy, tư giả hàn yên lặng chốc lát, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào cái gọi là kết hôn, chẳng qua chỉ là vì anh muốn khiến cho Diệp Oản Oản tin vào lời nói dối của mình, tin vào câu chuyện xưa mà anh bịa ra. Giữa bọn họ, làm sao lại có thể có con trai được? Đều ngứa ra đó làm gì, bắt tư giả hàn lại cho ta. Bỗng nhiên trong lúc này, cách đó không xa, Tần Nhược Hy lạnh giọng ra lệnh. Tần Nhược Hy vừa dứt tiếng, ám vệ tư gia dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy nói, chiến lực bên ngoài tư gia đều bị thế lực tư giả hàn mang đến khống chế, nhưng bên trong tư gia lại không hề thiếu nhân lực có thể dùng được. Hiện tại, chỉ cần bắt lại được tư giả hàn, hết thảy đều dễ nói. Ta, thật giống như chưa từng nói qua, muốn bắt tư giả hàn thì phải. Thập nhất lạnh lùng nhìn về phía tần nhược hy. Eric tiên sinh, nhưng mà, tần nhược hy nhìn về phía thập nhất, nhíu chặt lông mày. Nhưng mà, thập nhất lại không để ý tới tần nhược hy, hướng về hứa dịch cách đó không xa nói, hứa dịch, đi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, tôi và lão cửu muốn tán gẫu một chút. nghe tiếng, hứa dịch nhìn về phía tư giả hàn. mãi đến khi tư giả hàn gật đầu, lúc này hứa dịch mới lui xuống. chỉ chốc lát sau, mấy người đi theo thập nhất đi tới phòng khách. đám cao tầng tư gia và tần nhược hy đều canh giữ ở bên ngoài. chỉ có bác đầu và thất tinh đi cùng với đám người tư giả hàn vào phòng khách. trên bàn cơm, thập nhất khẽ mỉm cười, nói, lão cửu, một mâm thịt heo rừng này, đặc biệt chuẩn bị vì cậu tư giả hàn cũng không động đũa, chẳng qua chỉ lạnh nhạt nhìn thập nhất. Lão cửu, nhất định là cậu không nghĩ tới, tôi sẽ thay hình đổi dạng, núp ở tư gia, trở thành một tên ám vệ nho nhỏ đi. Thập nhất nhìn chằm chằm tư giả hàn, khẽ mỉm cười. Tôi nói này thất ca, nếu được thì anh đừng có ngu nữa. Từ lần đầu tiên anh đến tư gia xin làm ám vệ, cửu ca đã biết anh là thất ca rồi. Một bên, Lâm Khuyết ném thẳng một miếng mỡ dày vào trong miệng, rồi nói. Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, thập nhất khẽ biến sắc, không có khả năng. Sao lại không có khả năng? Thất ca, thân thủ của anh như thế nào, cũng không phải là anh không biết. Chỉ có trình độ võ thuật như vậy, nếu không phải là cửu ca đồng ý, làm sao anh có thể đi vào tư gia? Lâm Khuyết giải thích. Lúc này, thập nhất Lâm vào yên lặng. Chỉ chốc lát sau, bác đầu bỗng nhiên động đúa, hướng về thất tinh và đám người đại trưởng lão nói, tới đi, đều ăn đi, uống đi thức ăn cũng không có độc. Làm sao ngươi biết không có độc, tam trưởng lão không hiểu. Tôi biết chắc, bắt đầu chỉ vào lâm khuyết, tên tiểu tử này ăn nhiều như vậy, tôi thấy cả đấy. Nếu có độc mà nói, hắn chắc chắn đã tèo rồi. Diệp oản oản, lâm khuyết, đệt, con miệng nó, làm sao cậu lại thất đức như vậy? Lấy tôi ra làm chuột bạch. Nói chuyện với tôi, chú ý ngữ khí và thái độ của cậu. Nếu không, coi chừng tôi cho cậu lên báo đấy, có tin hay không? bác đầu lườm lâm khuyết một cái giờ phút này khóe miệng thập nhất khẽ nhếch lên phải không? thì ra là như vậy lão cửu cậu cũng được đấy chứ đoán được thân phận của tôi cũng không nói để cho tôi ở lại tư gia ở dưới mắt của cậu cứ như vậy nếu cậu muốn giết tôi tùy thời đều có thể giết anh tư giả hàn nãy giờ chưa từng mở miệng bỗng nhiên hỏi tại sao tại sao thập nhất đột nhiên đứng dậy quát lớn suýt nữa lật tung bàn ăn lên lão cửu người con miệng nó còn đang giả vờ giả vịt cái gì tư giả hàn cũng không so đo vẫn ngồi ở phía xa nhìn thập nhất chúng ta là anh em anh em tư giả hàn vừa dứt lời thập nhất lại ngửa mặt lên trời cười to là anh em sao lão bát và người có phải là anh em hay không là anh em bạn gái của ta lâm vân cũng chết ở trong tay ám vệ tư gia do ngươi phái ra hiện tại người con miệng nó còn nói với ta ngươi là anh em của ta. Trường 1847, chưa từng làm. Đối mặt với thập nhất gần như có chút thất thố, tư giả hàn cũng không hề tức giận, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm thập nhất. Tư giả hàn, xem ra, người thật sự là không còn chút nhân tính nào. Rất nhanh, thập nhất lần nữa ngồi xuống, lạnh giọng cười nói. Giờ phút này, chân mày diệp oản oản khẽ nhíu lại. Thời điểm ban đầu lúc vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, Diệp Oản Oản thường xuyên chơi với đám người thập nhất, cả Lâm Phong Huyền Diệp. Lúc đó khi cùng tán gẫu với thập nhất, cũng từng nghe nói về bạn gái của thập nhất, Lâm Vân. Hơn nữa, ở trong cuộc thi tuyển đội trưởng ám vệ tư gia, gã ám vệ tên Nguyên Sinh do Tần Nhược Hy bồi dưỡng, lúc giao thủ với thập nhất, còn cố ý đem chuyện Lâm Vân chết, cười nhạo thập nhất vô năng. Cũng chính là lần đó, tâm tính thập nhất tan vỡ, suýt nữa chết ở trong tay của Nguyên Sinh. Thập nhất từng nói qua, là bởi vì mình vô năng không thể bảo vệ tốt người phụ nữ mà mình thương yêu nhất mới dẫn đến lâm vân chết thảm mà diệp oản oản vẫn luôn cho là lâm vân là sau khi bị một gã say làm nhục mới đâm đầu xuống hồ tự sát nhưng mà hiện nay thập nhất lại nói bạn gái của thập nhất chết ở trên tay tư dạ hàn sốt cục là có chuyện gì xảy ra thập nhất nhìn diệp oản oản thần sắc hơi có chút nghi hoặc mặt không đổi sắc nói diệp oản oản tôi còn nhớ lúc đầu tôi đã nói với cô bạn gái thanh mai trúc mã của tôi là bị một gã say dùng dao uy hiếp làm nhục mà tôi bởi vì sợ bỏ rơi bạn gái mà chạy cuối cùng mới dẫn đến việc lâm vân đâm đầu xuống hồ tự sát thật ra thì đây bất quá chỉ là một câu chuyện do tôi chém gió mà thôi mà nguyên bản là tư giả hàn cha ra được nơi ở của tôi và bạn gái tư giả hàn sau đó cho người đi bắt tôi mà trùng hợp tôi lại không có ở nhà chỉ có bạn gái tôi những người đó bức bách lâm vân nói ra tin tức của tôi lâm vân không chịu cuối cùng bọn họ đã giết chết lâm vân diệp oản oản yên lặng không nói thế nào câu chuyện mà tôi chém gió có phải là rất giống thật hay không nói cho cùng bạn gái của tôi đều bởi vì tôi mà chết chỉ bất quá chân tướng lại càng tàn khốc hơn chuyện tôi chế lại là bạn gái của tôi bị một gã say lăng nhục sau đó cô ấy đâm đầu xuống hồ tự sát mà chân tướng lại là người anh em của tôi giết chết bạn gái của tôi giờ phút này diệp oản oản một câu cũng không nói trong lòng nàng hiểu rõ tư giả hàn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy nhưng nhìn thập nhất bây giờ nghe ngữ khí cũng không giống như là giả trong này tất nhiên là có ẩn tình cực lớn sao lão cửu không có gì muốn thanh minh sao rất nhanh ánh mắt của thập nhất lại rơi vào trên người tư giả hàn tư giả hàn mặt không cảm xúc mở miệng nói chuyện chưa từng làm, vì sao phải thanh minh. Nghe tư giả hàn nói như vậy, thập nhất trợn mắt chừng một cái, tư giả hàn, ta thực sự là quá coi trọng ngươi rồi. Xem ra, ngươi căn bản cũng không phải là một người đàn ông. Dám làm cũng không dám thừa nhận. Thất ra, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, nếu như có loại chuyện này, nhất định tôi sẽ biết. Một bên, hứa dịch liền vội vàng đỡ lời. Tư giả hàn mặc dù tàn bạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Cái gì mà sai khiến người truy sát thập nhất, cái gì mà giết chết bạn gái của thập nhất, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lùi 10 000 bước mà nói, nếu như chuyện này, thật sự là cửu ra làm, đương nhiên anh ta sẽ đầy thoải mái mà thản nhiên thừa nhận. Ha ha, thập nhất huynh đệ, tôi là người ngoài, chuyện của tư gia các người, tuy không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng cũng vì vậy mà sẽ không có chút thiên vị nào. Chỉ là tôi muốn biết, những chuyện này là ai nói cho cậu biết? Bỗng nhiên, đại trưởng lão vốn đang ở trong trạng thái xem kịch vui, bỗng cười híp mắt, lên tiếng hỏi. "Đương nhiên là có người nói cho tôi biết." Thập Nhất nói. "Là ai, có thể nói ra không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, lên tiếng hỏi. "Chương 1848, lão đại nói." "Cũng được, nói cho các người biết cũng không sao, những thứ này, tất cả đều là do lão đại nói cho tôi biết." Thập nhất nói. Thập nhất vừa dứt tiếng, thần sắc hứa dịch khẽ biến. Tư gia lão đại, tư bà ý. Nghe được là do tư gia lão đại tư bà ý nói, tư giả hàn như có điều suy nghĩ. Thất ra, điều mà đại thiếu gia nói, tuyệt đối không thể coi là thật. Hứa dịch nhìn thập nhất, vội vã mở miệng nói, nhị ra. Tam gia còn có bát gia bọn họ đều là bởi vì đại thiếu gia khích bác ly gián, lúc này mới liên hiệp, muốn đẩy cửu gia vào chỗ chết. Bình thường tại tư gia, mặc dù tư bá ý không có chút uy hiếp nào đối với tư dạ hàn, nhưng cái miệng kia của hắn lại cực kỳ thối. Đừng nói là mấy người anh ruột của tư dạ hàn, ngay cả con trai của tư bá ý, tư hạ, lúc bình thường cũng sẽ được hắn ta tẩy não. Ồ, hứa dịch, ý anh nói là, hết thảy những thứ này đều là do lão đại tư bá ý làm, sau đó lão đại giá họa cho lão cửu, là như vậy phải không? Thập nhất nhìn về phía hứa dịch. Nghe thập nhất hỏi vặn, Hứa dịch lắc đầu liên tục không? Không phải là như vậy, tôi cũng không hề nói là do đại thiếu gia làm, nhưng chuyện đại thiếu gia thích khích bác ly rán, đây là sự thật. Hứa dịch vẫn cho là, ở sau lưng thập nhất, hẳn còn có thế lực lớn chống đỡ, giúp hắn suốt mưu bảy kế. Nhưng ai có thể ngờ được, cái gọi là thế lực lớn, này, lại là từ bà ý. Xem ra, hắn thật là đã suy nghĩ nhiều. Tư bá ý bình thường cũng không làm ra bất kỳ chuyện gì có tính uy hiếp đối với tư dạ hàn, trừ cái miệng kia ra. Đây cũng là nguyên nhân tư dạ hàn cho tới bây giờ cũng không hề động tới tư bá ý. Thập nhất, cậu suy nghĩ một chút, ngay cả đại ca tư bá ý như vậy, A Cửu cũng chưa từng có ý định động vào hắn ta, làm sao sẽ có thể muốn động thủ với cậu. Chuyện này hợp tình hợp lý sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. A, à, đây chỉ là cách giải thích của các người mà thôi. Thập nhất cười lạnh, còn không đợi diệp hoàn hoàn tiếp tục mở miệng tư giả hàn lại lên tiếng nói có cần thiết không lão cửu lời này của ngươi là có ý gì thập nhất nhìn về phía tư giả hàn tư giả hàn sau một thoáng yên lặng mới mở miệng nói anh nói là tôi vẫn luôn truy lùng tung tích của anh thậm chí còn giết chết bạn gái của anh không sai thập nhất căm tức nhìn tư giả hàn vậy thì giờ phút này tư giả hàn quan sát thập nhất chắc hẳn là tôi đã tìm ra được anh rồi tư giả hàn vừa dứt tiếng, chân mày thập nhất khẽ nhân lại. Nếu như tôi muốn giết anh, vậy thì bây giờ, hẳn là anh đã bị hỏa táng rồi. Tư giả hàn lời ít ý nhiều. Tôi nói này thất ca, làm sao anh lại thiếu thông minh như vậy chứ? Thế lực của cửu ca, đã sớm khống chế được trong ngoài tư gia. Anh còn thật sự cho rằng cửu ca là sợ anh nên mới không chịu thừa nhận sao? Nếu không tin bây giờ anh tự nhìn một chút đi, Lâm Khuyết nói. Nghe tiếng, thập nhất cũng không nhiều lời, lập tức lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động là hình ảnh của tất cả các camera theo dõi trong ngoài tư gia. Nhưng mà, vào giờ phút này, trong ngoài tư gia đều đã bị thế lực không rõ lai lịch chiếm cứ. Mà đám cao tầng tư gia kia đã sớm bị khống chế. Chỉ có tần nhược hy không biết đã bỏ chạy đi nơi nào. Như thế nào, tư giả hàn lạnh nhạt mở miệng nói. Tư giả hàn, thập nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm tư giả hàn, thất ca, bây giờ anh hẳn là nên thay đổi cách suy nghĩ một chút. Tư gia trước mắt đã bị cửu ca khống chế được, nếu như giống như anh nói, cửu ca vẫn đang luôn truy sát anh. Hiện tại hẳn là nên động thủ là xong, cần gì phải phí nhiều lời với anh như vậy để làm cái gì? Lâm Khuyết nói, thập nhất nhíu chặt lông mày, chậm rãi ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu. Trước đó, tư giả hàn không chịu thừa nhận, thập nhất cho là vì tư giả hàn sợ mình. Dù sao, bây giờ tư gia đều ở trong sự khống chế của mình. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như tư giả hàn muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, tại sao tư giả hàn lại không động thủ, mà lại cứ lẩn quẩn không chịu thừa nhận những gì mà hắn ta đã làm? chương 1849, hiềm khích lúc trước tiêu tan. Thập nhất cũng không đến mức quá ngu, chỉ sau một chốc trầm tư, sắc mặt khẽ biến, tư bá ý. Lão đại đâu rồi? Lâm Khuyết Hiếu kỳ hỏi. Thập nhất cao mày lắc đầu, lão đại đã rời khỏi tư gia rất lâu, cũng không hề báo lại cho cậu ta biết hắn đi nơi nào. Cho nên, thất ca, đã sớm nói với anh rồi. Cái miệng của lão đại, chỉ toàn là chém gió và xuyên tạc. Anh nghĩ thử xem, từ bá ý là lão đại tư gia, nhưng vị trí gia chủ lại bị cửu ca ngồi, trong lòng của ông ta có thể thoải mái sao? Mà chính ông ta lại không có bản lãnh gì, Thứ châu bò nhất cũng chỉ có bản lĩnh khích bác ly gián mà thôi." Lâm Khuyết bất đắc dĩ nói. "Đã như vậy, tại sao lại không giết lão đại?" Thập Nhất mở miệng hỏi. Giết tư bá ý." Lâm Khuyết chép chép miệng, "Thất ca, anh nói gì kỳ vậy? Cũng không thể bởi vì lão đại thích khích bác ly gián mà cửu ca lại đi giết ông ta. Ông ta đâu có dục dịch làm gì khác thường đâu. Cho nên nói, ý của các người là tôi đã bị lão đại lừa?" hàn quang trong mắt thập nhất chợt lóe lên còn chưa đủ rõ ràng sao diệp oản oản nói lão thất sau này tư gia liền giao cho cậu tư giả hàn thấy hiểu lầm được giải trừ chậm rãi đứng dậy nhìn về phía thập nhất nói lão cửu tôi nhưng nói cho cùng chính là cậu đã giết lão bát thập nhất cắn răng nghe tiếng tư giả hàn mặt không đổi sắc nói hắn muốn giết tôi tôi đã cho hắn rất nhiều cơ hội mà hắn vẫn không hề biết điều cũng giống như vậy phải không? Thập nhất thật giống như là đang tự nói với mình. Nếu quả đúng như tư giả hàn nói, thì lão bát thật đáng chết. Kẻ gây ra cảnh huynh đệ tương tàn không phải là tư giả hàn, mà là lão bát. Tư giả hàn chẳng qua là bị ép buộc. Lão thất, chăm sóc bà nội thật tốt. Sau này, tư gia liền trông cậy vào anh. Tư giả hàn nói xong, ánh mắt chuyển về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh, còn nhớ ước định của chúng ta sao? Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn tư giả hàn, biết mà, em sẽ ở lại Hoa Quốc, ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Ừ, trong mắt của tư giả hàn, chợt giạt rào ôn nhu. Chỉ một chốc lát sau, anh ta dẫn theo đám người lâm khuyết, xoay người rời đi. Về phần cục diện rối rắm của đám cao tầng tư gia, toàn bộ được bán cái, lại cho anh chàng thập nhất đáng thương lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn lại. Chờ sau khi tư giả hàn hoàn toàn rời đi, bắt đầu mặt đầy khó tin nhìn chầm chầm diệp oản oản, phong. Oản oản tỷ không phải chứ, chẳng lẽ chúng ta lại phải ở luôn tại Hoa Quốc sao? Mẹ đệ vẫn còn đang ở trong bệnh viện đây, đệ không thể nào bỏ mẹ đệ lại được, hít hít. Diệp oản oản lườm bắt đầu một cái, hắn ta là đồ óc heo sao? Độc lập châu còn có nhiều chuyện chưa được xử lý như vậy, làm sao bọn họ có thể ở luôn lại Hoa Quốc được hả? Sư, sư phụ, giờ phút này, ánh mắt của thập nhất rơi vào trên người Diệp Oản Oản, xin lỗi. Diệp Oản Oản hướng về thập nhất, khẽ mỉm cười, cậu còn nhận người sư phụ như tôi, vậy thì cần gì phải xin lỗi chứ? Cậu cũng là bị lão đại lừa. Tôi biết lão đại vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, tôi nhất định phải tìm đến hắn. Thập Nhất cắn răng nghiến lợi, hắn muốn cho cái mõm thối của Tư Bá Ý, phải trả một cái giá thật lớn. Diệp Oản Oản cũng không ở lại Tư gia lâu, sau khi Tư gia Hàn rời đi, chỉ sợ Thập Nhất sẽ hoàn toàn thanh tẩy Tư gia một phen. Đương nhiên những chuyện này đều không hề liên quan đến nàng chút nào. Ba ngày sau, chi nhánh tinh thần giải trí. Thập nhất tới cửa ghé thăm. Ta nói này, làm sao ngươi lại bám dai như đỉa vậy hả? Bên trong phòng làm việc, bắt đầu nhìn chằm chằm thập nhất, mặt đầy ghét bỏ. Ta tìm sư phụ ta, ngươi im mồm, thập nhất không nhịn được đốt chát lại. Cát, bắt đầu bĩu môi, không thèm để ý thập nhất. Sao vậy? Diệp oản oản nhìn về phía thập nhất, mở miệng hỏi chương 1850, ai là kẻ chủ mưu? Sư phụ, tôi đã tra ra được địa chỉ của lão đại, cô đi cùng tôi không? Bởi vì tư bá ý khiến cho Diệp Oản Oản cũng dính líu vào bên trong, cho nên, thập nhất muốn để cho Diệp Oản Oản cùng đi với mình. Nghe thập nhất hỏi vậy, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, cuối cùng vuốt cằm trả lời, được. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi xem một chút. Sau đó, Diệp Oản Oản dẫn theo bắt đầu, thất tinh, còn có đại trưởng lão và tam trưởng lão, để cho thập nhất lái xe dẫn đường. Mà trước khi khởi hành đến chỗ tư bà ý ở, Diệp Oản Oản đã ra lệnh cho không ít thành viên tinh anh không sợ minh đi theo, để ngừa có biến. Hình tượng của tư bá ý tại tư gia, vẫn luôn là như vậy, yêu thích nhất là khích bác ly gián. Hơn nữa, chính tư bà ý cũng chưa từng che giấu qua việc mình thích khích bác ly gián, đã vậy còn rêu rao cho tất cả mọi người đều biết. Thoạt nhìn, chuyện của thập nhất lần này, cũng là vì tư bà ý khích bác ly rán gây nên. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Oản Oản lại luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Hồi lâu sau, bên trong một trang viên, ở một khu ngoại ô cực kỳ vắng vẻ nào đó của đế đô. Mấy người đậu xe ở khu vực phụ cận trang viên, nhanh chân đi vào bên trong. Bên trong trang viên, chim hót hoa nở, có không ít thửa ruộng, trồng không ít rau cải và cây ăn quả. Mới vừa vào trang viên, đã nhìn thấy lão đại tư gia tư bá ý mặc một thân quần áo kỳ quặc trắng bóc đang sắn quần làm ruộng tư bá ý sau khi nhìn thấy tư bá ý thập nhất tức giận hô lên nghe tiếng tư bá ý thần sắc đầy nghi hoặc thả mấy thứ đồ lặt vặt trong tay xuống nhìn về phía nơi này lão thất và em dâu các người làm sao lại tới đây vậy hả tư bá ý nhìn thấy người tới là thập nhất và diệp oản oản lập tức đi nhanh tới lúc này Tư bá ý dọn ra mấy cái ghế để cho mọi người ngồi xuống. Tư bá ý lau lau mồ hôi trên trán, nói các người sao lại tìm tới đây? A, à, lão đại, tìm anh thật là không dễ dàng à nha." Thập Nhất lạnh giọng cười nói. "Đại ca, Tư Hạ đâu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư bá ý, mở miệng hỏi. Lần này, sau khi trở lại tư gia, Diệp Oản Oản cũng chưa từng nhìn thấy Tư Hạ. Tiểu tử kia, tính cách cực kỳ hoang dã ai biết nó đã đi chơi ở đâu rồi chứ. Nó coi cái nhà này như nhà trọ ấy mà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tư bá ý cười nói. Lão đại, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa. Trước đó anh nói với tôi, lão cửu đang truy sát tôi, hơn nữa, bạn gái của tôi, Lâm Vân cũng chết ở trên tay tư giả hàn, đúng không? Thập nhất nhìn chằm chằm tư bá ý, hỏi vặn. Nghe tiếng, thân sắc tư bá ý khe biến, cao mày nói, lão thất, cái kia cũng chỉ là suy đoán và phân tích của anh, cũng không có chứng cứ xác thực. Anh nói cái gì? Thập nhất giận dữ, túm lấy cổ áo Tư Bá Ý. Hiện tại anh nói với tôi chỉ là suy đoán và phân tích. Anh có biết hay không, bởi vì anh nói lung tung mà suýt chút nữa đã khiến cho tôi và lão Cửu tương tàn. Thập nhất cả giận trách cứ. Ha ha, tôi nói này lão thất, lão Nhị và lão Bát bọn họ cũng đều chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn, chuyện này không sai đi. Hắn muốn truy sát cậu, cũng là hợp tình hợp lý. Tư bà ý cũng không hề tức giận. Đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy bạ được. Thập nhất chỉ mặt tư bà ý, thật sự anh không có tư cách làm lão đại. Không đúng cho lắm. Bỗng nhiên, Diệp oản oản mở miệng, như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm tư bà ý. Không đúng, thập nhất khẽ nhíu mày. Thập nhất, cậu có từng nói với lão đại về việc bạn gái của cậu đã chết hay chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Nghe tiếng, thập nhất lắc đầu một cái, không, là lão đại tìm tới tôi, nói với tôi. Là tư giả hàn làm. Thập nhất vừa dứt lời, sắc mặt nhất thời đại biến, trong nháy mắt đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của Diệp Oản Oản. Chính mình cũng chưa từng nói với lão đại về việc Lâm Vân đã chết. Lão đại làm cách nào biết được, còn tìm tới nói với mình, là tư giả hàn làm. Giờ phút này, con người Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía lão đại tư gia, từ bá ý. Cái người vốn thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hiền lành vô hại. chương 1851, đúng là đồ ngu xuẩn. Hiện tại, trên mặt của tư bá ý, vẫn là bộ dáng tươi cười như lúc trước, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, em dâu, đây là chuyện nhà chúng tôi, em dâu cần gì phải thọc gậy bánh xe như vậy chứ? Tư bá ý rước tiếng, hàn quang trong mắt thập nhất lóe lên, chân chân nhìn chồng chọc tư bá ý, lạnh lùng nói, "Lão đại, Tư Bá ý, lúc ban đầu ta cũng không hề nói với ngươi chuyện Lâm Vân chết đi, đến tột cùng làm cách nào mà ngươi biết?" Nghe Thập Nhất chất vấn, Tư Bá ý lại vui vẻ cười một tiếng, "Lão thất, chuyện này cũng không quan trọng. Tôi cảm thấy, cậu không cần phải vì một con đàn bà mà xích mích bất hòa với anh em, không ai vui cả, cậu nói xem có đúng không?" Thập Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh giọng gần từng chữ, "Là ngươi giết Lâm Vân, tôi, từ bá ý hơi sướng sờ, đầy hiền hòa chỉ vào chính mình, chợt lắc đầu nói, bạn gái cậu, đương nhiên không phải là do tôi giết. Bất quá chỉ là do tôi phái người đi giết mà thôi. Từ bá ý, người còn miệng nó, đồ xúc sinh, sau khi nghe từ bá ý thừa nhận, thập nhất giận tới tột độ. Làm thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, người có vẻ hiền lành kia, người anh cả nhát gan, sợ phiền phức nhất trong số 9 anh em tư gia, lại có thể giết bạn gái của hắn hơn nữa còn vu khống cho lão cửu, tư dạ hàn. Ha ha, thấy thập nhất hơi có chút thất thố, lão đại cũng không hề tức giận, mà còn khẽ mỉm cười, nhìn thập nhất, mở miệng nói, lão thất, dù sao tôi cũng là đại ca của cậu. Đàn bà mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng lẽ, cậu lại muốn bởi vì một con đàn bà, mà trở nên bất hòa với đại ca hay sao? Người ngưng thả giấm thối đi, thập nhất nhìn trầm trầm tư bá ý, sắc mặt âm trầm đến cực hạn tư bá ý cũng bởi vì một chiếc vị gia chủ tư gia, người không tiếc giết chết bạn gái của ta, giá họa cho lão cửu. Người còn biết chúng ta là anh em, người còn là con người sao? Sắc mặt tư bà ý vẫn như thường, thản nhiên cầm lấy hũ đồ ăn cho chim, cho con chim của hắn ăn. Vào giờ phút này, chân tướng rốt cuộc cũng lộ rõ. Tư gia có nhiều anh em như vậy, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, và cả lão bát nữa, đều là do người khích bác ly gián, khiến cho bọn họ đánh mất tính mạng của mình. Thập Nhất lạnh giọng quát lên: Ha ha, lão thất cũng không thể nói như vậy được. Tôi đâu có cầm dao kề vào cổ bọn chúng, yêu cầu bọn chúng đi giết Tư giả Hàn đâu. Chính là trong lòng bọn chúng có lòng tham, tôi đây chẳng qua chỉ giúp cho chúng có thể nhìn thấy rõ được lòng tham của mình mà thôi. Nhưng mà cậu thì lại khác, mấy năm nay cậu ở bên ngoài buôn bán, thế lực và tài sản cậu nắm giữ hoàn toàn không thua gì Tư gia. Cho nên một vị trí gia chủ tư gia đương nhiên không cám dỗ được cậu cũng may có khúc xương sườn mềm chính là người bạn gái tên lâm vân kia siết lâm vân nói cho cậu biết là do tư giả hàn gây nên mới có thể khiến cậu nổi sát tâm đối với tư giả hàn là chính cậu đã để lộ điểm yếu của mình chuyện này cũng không thể oán đại ca được tư bá ý cười nói tư bá ý ta muốn ngươi chết sau khi biết được lâm vân chết ở trong tay của tư bá ý thập nhất cũng không còn cách nào khắc chế được tâm tình của mình, nhặt lấy một cục gạch ở dưới đất, định trọi thẳng vào đầu tư bá ý. Đúng là đồ ngu xuẩn. Tư bá ý lườm thập nhất một cái, chợt cũng không hề thấy hắn ta phản ứng gì nhiều, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhấc tay phải lên. Một giây kế tiếp, cả người thập nhất bay vọt lên cao, đã bị tư bá ý tung một trưởng đánh bay ra ngoài mấy thước. Sau khi thập nhất té xuống, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi đỏ thấm tràn ra. Tình cảnh này khiến thất tinh và bắt đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay cả đại trưởng lão và tam trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía tư bà ý cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thì ra tại Hoa Quốc, còn có loại cao thủ này. chương 1852, Lai lịch của tư gia. Thấy thập nhất bò dậy, tư bà ý thấp giọng cười nói, đúng là một đứa ngu xuẩn. Như vậy mà người còn không giết chết tư giả hàn. Ban đầu, khi người thuê thí huyết minh ở nước ngoài tư giả hàn tái phát bệnh cũ đó là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn người chỉ cần vạch trần chuyện diệp oản oản giả mạo tử vong hoa hồng là được rồi đáng tiếc cái thằng ngu này tư bá ý người còn miệng nó vị trí gia chủ tư gia đối với người mà nói chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tình anh em hay sao tính mạng của nhiều anh em như vậy thập nhất chỉ mặt tư bá ý mà chửi nghe thập nhất nói vậy tư bá ý lại lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng lắc đầu một cái, lão thất, đám người các ngươi, bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một cái tư ra nho nhỏ, trong mắt ta, chẳng là cái cóc khô gì. Vậy tại sao ngươi lại phải làm những chuyện táng tận lương tâm kia? Thập nhất nhìn tư bà ý, hoàn toàn không cách nào lý giải được. Nếu như nói, tư bà ý khiêu khích mấy anh em bọn họ giết chết tư dạ hàn, là bởi vì vị trí gia chủ tư gia vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ tư bà ý lại nói, tư gia trong mắt hắn cũng chả là cái gì cả, vậy thì rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Ha ha, loại phế nhân giống như các ngươi, đương nhiên không cách nào biết được gốc gác của tư gia. Tư bá ý nhìn thập nhất, lạnh giọng cười nói, mà thôi, coi như là lão đại, ta sẽ nói cho ngươi biết, chân tướng về tư gia. Thật ra thì, tư gia là một cổ tộc, mà mạch này của chúng ta gọi là cổ tộc tư thị, cổ tộc cũng không ở tại Hoa Quốc. Mà nằm ở một nơi gọi là độc lập châu, tư bá ý chậm rãi cất lời cổ tộc tư thị, độc lập châu. Nghe lão đại tư bá ý giải thích, thập nhất mặt đầy vẻ ngơ ngác. Cổ tộc tư thị là cái gì, độc lập châu, thì lại là cái gì? Cổ tộc tư thị thật ra là một võ đạo thế gia. Tại độc lập châu, thế lực và thực lực của cổ tộc tư thị lớn đến kinh người. Mà tại cổ tộc, lại có một quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ hậu bối nào của tư gia, trừ phi lộ ra thiên phú kinh người, bao gồm cả về trí lực và tiềm lực võ học. Nếu như đạt tiêu chuẩn, mới có thể ở lại cổ tộc tư thị của độc lập châu. Mà cha của chúng ta, bởi vì tư chất bình thường, cho nên bị đá ra khỏi cổ tộc tư thị. Sau khi cha đến Hoa Quốc, mới sáng lập tư gia, sinh ra mấy anh em chúng ta. Mà ta, sau khi trưởng thành, tiềm lực đạt tiêu chuẩn, được người của cổ tộc tư thị đưa đi độc lập châu bồi dưỡng. Tư bá ý càng nói, thập nhất càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tư gia bọn họ, lại còn có loại bí mật này. Chật chật, thật đáng tiếc bởi vì ta xúc phạm gia quy bị trục xuất khỏi tư gia bất đắc dĩ ta đành thành lập thế lực của riêng mình tại độc lập châu nhưng cổ tộc tư thị lại cho là ta phá hư danh tiếng của tư thị khai trừ ta ra khỏi độc lập châu ta trở lại hoa quốc thao túng thế lực ở độc lập châu từ xa tiếp nhận đủ loại lính đánh thuê làm phản chỉ cần có thể làm cho thế lực của mình lớn mạnh cái gì ta cũng làm chính là vì muốn để cho những lão già của cổ tộc tư thị độc lập châu kia hối hận để cho bọn họ biết, việc đuổi ta ra khỏi cổ tộc tư thị, đuổi khỏi độc lập châu, là quyết định sai lầm nhất. Nhưng mà, khiến cho ta không cách nào hiểu được chính là, nhiều năm sau, lão cửu lại có thể được nhìn chúng, cũng được đưa đi độc lập châu, thậm chí còn được cổ tộc tư thị trọng điểm bồi dưỡng. Nói đến đây, trong mắt của tư bá ý hiện lên hàn quang kinh người, lão thất, người nói một chút xem, đây là dựa vào cái gì? Ta mới là lão đại ta so với bất cứ người nào trong đám các ngươi đều mạnh hơn, đều thông minh hơn. Nhưng ta lại bị đuổi ra khỏi độc lập châu, còn lão cửu lại được trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi nói xem, có phải là hắn đáng chết hay không? chương 1853, Tư Vô Thiên Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, ung dung thản nhiên nhìn lão đại tư ra. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái gã lão đại này, lại có thể sẽ là người đầu tiên trong trong số 9 anh em tư giả hàn được cổ tộc tư thị nhìn chúng, hơn nữa còn là một thiên tài được đưa đi độc lập châu bồi dưỡng. Thứ người như vậy, ẩn nhẫn đến nay, ngày thường tại tư gia, làm bộ như một người hiền lành, nhát gan, sợ phiền phức. Nhưng trên thực tế, lại là cường giả trở về từ độc lập châu, quả thực đáng sợ. Thật ra thì, tại độc lập châu, ta còn có một cái tên khác, gọi là tư vô thiên. Lão đại tư bá ý nhìn đám người thập nhất, Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thấu xương lạnh như băng. Tư vô thiên, chưa từng nghe qua, bắt đầu gái gái mũi. Thất tinh cũng tương tự, chưa từng nghe đến người nào gọi là tư vô thiên ở độc lập châu. Đoán chừng cũng chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé. Nhưng mà, thần sắc của đại trưởng lão và tam trưởng lão lại khẽ biến. Thất tinh và bắt đầu còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên là chưa từng nghe qua về tư vô thiên. Nhưng mà đại trưởng lão và tam trưởng lão, cũng không xa lạ gì đối với cái tên Tư Vô Thiên này. Năm đó, lúc Không Sợ Minh còn chưa được sáng lập, tại Độc Lập Châu, Tư Vô Thiên là thiên tài của cổ tộc Tư thị. Sau đó, bởi vì không để ý tộc quy nên bị trục xuất khỏi cổ tộc. Về sau, Tư Vô Thiên mới một tay sáng lập ra Vô Thiên hội, vẫn luôn thu nhận những tên lính đánh thuê đào ngũ, làm lớn mạnh thế lực của bản thân. Sau này, Bạch Phong sáng lập ra Không Sợ Minh, trong lúc nhất thời danh tiếng vang dội. Không sợ Minh và Vô Thiên hội từng phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, mãi đến sau khi Bạch Phong mất tích, Vô Thiên hội mới dám phát động tấn công toàn diện đối với Không Sợ Minh. Trận chiến đó khiến cho Không Sợ Minh tổn thất không nhỏ, hơn nữa, không ít thành viên tinh anh còn bị người của Vô Thiên hội bắt đi. Mà lần này, bọn họ đi đến Hoa Quốc cũng vì là nghe được phong phanh, người của Vô Thiên hội xuất hiện tại Hoa Quốc. Cho nên, Minh chủ mới dẫn bọn hắn trở về đây để tìm kiếm tin tức của Vô Thiên hội xem thử có gì tiến triển hay không. Trước đó, tin tức của vô thiên hội mà bọn họ nghe ngóng được là các thành viên tinh anh không sợ minh bị bắt đi lúc trước, hẳn là đang ở tại Hoa Quốc. Cho nên, họ đem chuyện này nói cho minh chủ biết. Lần này, minh chủ dẫn bọn họ tới Hoa Quốc, trừ nhiệm vụ của minh chủ tại xích diễm ra, còn có một mục tiêu khác, chính là tìm ra được vô thiên hội, giải cứu những thành viên bị bắt kia. Ai có thể ngờ, người đàn ông trước mắt này lại có thể chính là thủ lĩnh của vô thiên hội, tư vô thiên. Tại độc lập châu, thủ lĩnh của vô thiên hội đều chưa từng xuất hiện, thập phần thần bí, căn bản chưa có ai từng gặp tư vô thiên. Lăn tới lăn lui, thì ra là tư vô thiên vốn ở tại Hoa Quốc, tiến hành thao túng tổ chức từ xa. Tư bà ý, ta không biết người rốt cục đang nói cái gì, nếu như, thật giống như người nói như vậy, người mạnh mẽ như vậy. Chính người đi tìm lão cửu tính sổ là được rồi, tại sao phải hại các anh em còn lại như bọn ta? Bỗng nhiên, thập nhất chỉ mặt tư bà ý, tức giận quát lên. Nghe thập nhất chất vấn, tư bà ý khẽ mỉm cười, nhìn thập nhất, vừa thở dài vừa lắc đầu, lão thất, ta vốn cho là, người có thể thông minh hơn một chút so với đám người lão nhị, lão bát. Dù sao, mấy năm nay ngươi lăn lộn ở bên ngoài coi như không tệ. Nhưng ai ngờ, người cũng chỉ là một con heo ngu xuẩn. Lão cửu được bồi dưỡng trọng điểm tại cổ tộc tư thị, được ca tụng là siêu sao mới nổi. Nếu như lão Cửu chết ở trong tay của ta, cổ tộc Tư thị làm sao có thể bỏ qua cho ta? Nhưng nếu như lão Cửu chết ở trong tay đám anh em ruột thịt là các ngươi, chuyện này có liên quan gì đến ta? Không phải sao? Ngươi, tên súc sinh này, ngươi hại chết chúng ta, cổ tộc Tư thị sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Thập Nhất cả giận nói. Theo Thập Nhất, nếu như những gì lão đại tư bá ý nói là sự thật, vậy hắn và các anh em khác như Lão Bát, còn không phải là người của cổ tộc tư thị độc lập châu hay sao? chương 1854, đương nhiên là giết cô ta. Ha ha, lúc này, từ bà ý cười lạnh một tiếng, hậu bối lưu lạc bên ngoài tư gia, thật sự là nhiều lắm rồi. Các ngươi ở trong mắt cổ tộc tư thị, căn bản là không tồn tại. Mà lão cửu thì lại khác, mà thôi, người ngu xuẩn như vậy, có nói người cũng không hiểu ngươi chính là vì ghen tị lão cửu có thực lực hơn so với ngươi. Bởi vì sự ghen tị của mình, mà ngươi thậm chí không tiếc khiến cho huynh đệ tương tàn. Ngươi và súc sinh thì có chỗ nào khác nhau, thập nhất cắn răng nghiến lợi. Ghen tị, tư bá ý lắc đầu một cái, chỉ có thể trách lão cửu xui xẻo. Cổ tộc tư thị khai trừ ta, trục xuất ta ra khỏi độc lập châu, ta muốn khiến cho bọn chúng hối hận. Nếu bọn chúng đã coi trọng lão cửu như vậy, ta liền muốn nghiền nát hắn, giết chết hắn tư bá ý cười lạnh. Cho nên, ngươi cho là, tư giả hàn không bằng ngươi. Diệp Oản Oản nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt của tư bá ý, lập tức rơi vào trên người Diệp Oản Oản, ha ha. Em dâu, sao vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, lão cửu mạnh hơn ta sao? Ta à, cửu có mạnh hơn ngươi hay không, chuyện này không quan trọng. Ta chỉ là tò mò, ngươi lấy tự tin ở đâu ra, mà cho rằng đám anh em bọn lão thất, có năng lực giết chết A Cửu. Chính bản thân người cũng biết, A Cửu là người trở về từ độc lập châu. Không phải là tầng lớp mà bọn họ có thể đánh đồng được. Người để cho đám lão thất bọn họ động thủ, có phải là quá miễn cưỡng rồi không? Diệp Oản Oản nhìn Tư Bá Ý, mở miệng hỏi. Nhưng mà, Tư Bá Ý lại lắc đầu một cái, cười nói, nếu như, trước đó không phát sinh sự kiện kia, những huynh đệ này, đương nhiên không có khả năng được như ý. Bảo bọn họ đi giết chết lão cửu, đơn thuần là một chuyện khôi hài. Sự kiện kia, chân mày Diệp oản oản khẽ nhíu lại, cái gọi là sự kiện kia trong miệng Tư Bá ý là đang ám chỉ điều gì? Làm sao, ngươi không biết sao? Tư Bá ý mang theo vẻ mặt châm biếm nhìn Diệp oản oản em dâu. Ban đầu khi lão cửu trở lại từ Độc Lập Châu hoàn toàn đều là vì ngươi cả đấy. Lão đại Tư Bá ý vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người tại đây đều trở nên ngơ ngác. Ha 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 chẳng lẽ ngươi không biết thời điểm năm đó ở độc lập châu lão cửu vì cứu ngươi nên mới bị trọng thương mà ngươi sau khi đi theo lão cửu trở lại tư gia giống như một người chết cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cuối cùng mới cầu khẩn lão cửu xóa sạch tất cả ký ức của ngươi đương nhiên lão cửu không đành lòng nhìn ngươi như thế nên mới làm theo nếu như trên người lão cửu không bị thương tích muốn giết hắn là không có khả năng nhưng vì ngươi lão cửu ôm một thân thương tích cơ hồ chẳng còn chút năng lực gì. Dù cho là đám anh em tầm thường này, cũng có thể giết hắn. Đáng tiếc, nếu như ban đầu lão thất vạch trần ngươi giả mạo tử vong hoa hồng, thì huyết minh đã sớm giết lão cửu. Há có thể để cho hắn ta sống đến bây giờ. Từ bá ý thở dài. Từ bá ý nói đến đây, thần sắc diệp oản oản lộ rõ vẻ ngưng trọng. Những việc này, chính nàng hoàn toàn không biết rõ. Tư giả hàn là bởi vì cứu nàng, nên mới bị trọng thương thậm chí là chính nàng yêu cầu tư giả hàn xóa sạch trí nhớ của mình chuyện này làm sao có thể nhưng thời khắc này tư bá ý hoàn toàn không có lý do gì để nói dối chuyện này đối với tư bá ý mà nói không có chút ý nghĩa nào mà thôi tán gẫu đến đây chấm dứt đi thôi giờ phút này tư bá ý nhìn thập nhất và diệp oản oản khẽ mỉm cười lão thất ta có thể không giết ngươi ngươi cút đi bất quá còn ả à đàn bà mà lão cửu yêu nhất này sao? Ta thấy, có lẽ đủ để khiến cho tinh thần của lão cửu suy sụp một phen. Nói đến đây, từ bà ý hướng về Diệp Oản Oản nói, thật ra thì ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Bất quá, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Trong mắt ta, người là nữ nhân mà lão cửu yêu nhất là đủ rồi. Từ bà ý, người có ý gì? Thập nhất quát lạnh. À, đương nhiên là giết cô ta rồi. Từ bà ý cười nói chương 1855, tiền thân của tử vong hoa hồng, Eric. Nghe câu này, thập nhất nhất thời giận dữ, ngươi dám. Từ bá ý khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, từ trước đến giờ, ta không thích tự mình động thủ giết người. Từ bá ý vừa dứt tiếng, từ cách đó không xa, một cô gái sắc mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra. Tần nhược hy, sau khi nhìn thấy cô ta, chân mày thập nhất khẽ nhăn lại một chút. Eric tiên sinh, Tần Nhược Hy cũng không phản ứng với thập nhất, mà lại nhìn về phía tư bá ý, vô cùng cung kính hành lễ. Ha ha, tư bá ý hướng về phía Tần Nhược Hy, cười nhạt. Con bà nó, người không phải là Eric sao? Tại sao Eric lại biến thành cái gã lão đại tư gia đó rồi hả? Sau khi nghe cách xưng hô của Tần Nhược Hy đối với tư bá ý, bắt đầu không cách nào hiểu được, nhìn về phía thập nhất. Eric cũng không phải là tên của một người. Rất nhanh, thập nhất đưa ra lời giải thích. Eric có hai hàm nghĩa. Thứ nhất, Eric là một cái tên tiếng Anh, mà một hàm nghĩa chân chính khác chính là bí danh ám chỉ người lãnh đạo. Ban đầu, lão đại tư bá ý âm thầm gây dựng một số thế lực tại Hoa Quốc, vì muốn cho tôi thuận lợi làm việc tại Hoa Quốc, có năng lực đi giết chết lão cửu, cho nên đem danh hiệu người lãnh đạo Eric giao cho tôi. Mà tại Hoa Quốc, dựa vào danh nghĩa của chính mình, tôi không cách nào điều động lính đánh thuê cao cấp được nhưng danh hiệu người lãnh đạo Eric thì lại khác. Con bà nó làm nửa ngày, người ngoại trừ bị cái thằng già kia khích bác ly dán ra, lại còn là con rối của hắn. người cũng thật là được quá đấy chứ. Bác đầu hướng về phía thập nhất, giơ ngón tay cái lên. Ha ha, thập nhất, người lại sai lầm rồi. Từ bá ý nhìn về phía thập nhất, lạnh giọng cười cười. Eric ngoại trừ ý tứ là người lãnh đạo ra, tại độc lập châu còn có một tầng hàm nghĩa khác. Ác ma báo thù. Eric, Eric, chẳng lẽ là, giờ phút này, con người đại trưởng lão hiếp lại. Ngay cả tam trưởng lão, sau khi nghe đại trưởng lão nói, thần sắc cũng không nhịn được mà thoáng kinh ngạc. Có ý gì, Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, cau mày hỏi. Cho tới nay, Diệp Oản Oản đều cho rằng, Eric là tên của một người mà thôi. Tử vong hoa hồng, âm thanh của đại trưởng lão cực kỳ thấp, cứ như thể đang thì thầm vào tai Diệp Oản Oản. Tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản thoáng kinh ngạc, chuyện này có liên quan gì tới tử vong hoa hồng? Tử vong hoa hồng không phải là một tổ chức trong tiểu thuyết sao? Một cuốn tiểu thuyết mà nhiếp ra sáng tạo ra, thậm chí bản quyền đều đã được bán cho mình. Đương nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản cảm thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài. Minh Chủ, Ngài Hẳn có biết đến tử vong hoa hồng, tên gọi của tổ chức tử vong hoa hồng Dead Rose một đời trước. Thật giống như chính là Eric. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói, thật giống như sợ xúc phạm đến một loại cấm kỵ nào đó. Diệp Oản Oản, con mẹ nó, cái tổ chức Tử vong Hoa hồng này lại còn là cha truyền con nối. Đời trước chẳng lẽ còn có đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba. Tại Độc Lập Châu, Tử vong Hoa hồng còn được gọi là kẻ báo thù khủng bố. Bởi vì thế lực quá lớn, ảnh hưởng đến sự thăng bằng của Độc Lập Châu, cho nên Độc Lập Châu không cách nào dễ dàng bỏ qua về tiền thân của tử vong hoa hồng, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng ắt hẳn là không sai. Dường như gọi là Eric, mà theo cách phiên dịch của từ Eric, tại Độc Lập Châu. Hoàn toàn khớp, tử vong hoa hồng đời trước, được gọi là Eric Hác Ma Báo Thù. Chính là có ý này, đại trưởng lão nhíu chặt lông mày. Tại Độc Lập Châu, căn bản không có một ai sẽ cố ý đi nhắc đến tử vong hoa hồng, thậm chí còn nói ra chân tướng khiến tử vong hoa hồng diệt vong. Thậm chí, căn bản không có mấy người biết tử vong hoa hồng một đời trước bị hủy diệt như thế nào. Diệp Oản Oản, hóa ra Nhiếp Vô Danh là đang chém gió, cái gì mà tự viết tiểu thuyết, còn lừa tiền bản quyền của mình. Chương 1856, thành viên của tử vong hoa hồng. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là cả Nhiếp gia, tại sao lại không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tử vong hoa hồng dựa theo ý của đại trưởng lão tử vong hoa hồng bị coi như là một điều cấm kỵ tại độc lập châu rất nhiều người căn bản là không dám nhắc đến vậy mình giả mạo hắc quả phụ thậm chí còn thành lập nên một tổ chức tử vong hoa hồng mới chuyện này con miệng nó không phải là mình đang muốn chết sao đại trưởng lão ý ông nói là tử vong hoa hồng bị hủy diệt rồi sao diệp oản oản tỏ vẻ phong khinh vân đạc nhưng kỳ thực là đang khéo léo dò xét đại trưởng lão nhìn diệp oản oản lắc đầu ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói minh chủ tôi đây cũng không rõ lắm tử vong hoa hồng đã im hơi lặng tiếng một thời gian quá lâu cá nhân tôi cho rằng là đã bị hủy diệt rồi nhưng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tử vong hoa hồng cũng không ai biết nghe đại trưởng lão nói diệp oản oản như có điều suy nghĩ chính mình giả mạo hắc quả phụ sau đó sáng lập ra một tử vong hoa hồng hoàn toàn mới trong lúc triều binh mãi má, mã, đã từng từ trong miệng những người đó biết được, tại võ đạo liên minh công hội, còn có một số thành viên của tử vong hoa hồng bị giam giữ. Chẳng lẽ, có ẩn tình kinh thiên động địa nào đó sao? Mà nhiếp vô danh, thậm chí còn là cả nhiếp gia, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến tử vong hoa hồng, thậm chí không tiếc nói dối với những người không biết được chân tướng, rằng tử vong hoa hồng, thậm chí còn là hắc quả phụ, tất cả đều chỉ là sản phẩm hư cấu trong một quyển sách mà thôi. Chẳng lẽ, tử vong hoa hồng có quan hệ gì đó với nhiếp gia. Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng cao mày trầm tư, rất nhanh đã đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Chuyện này dường như chẳng hề liên quan gì tới nàng cả. Chính mình chẳng qua chỉ là giả mạo hắc quả phụ, sáng lập ra tử vong hoa hồng mới. Cùng lắm thì sau khi trở về hỏi lại nhiếp vô danh một chút. Nếu quả thực không được, thì đổi một cái tên khác cho tử vong hoa hồng, không tự dước lấy phiền toái cho mình là được rồi muốn biết Eric rốt cuộc là đại biểu cho cái gì không? Bỗng nhiên, từ bà ý cười lạnh một tiếng, tại độc lập châu chúng ta, từng có một thời gian, danh hiệu này, đại biểu cho máu tươi và tử vong. Và cả thù hận và báo thù, cho dù đám người các ngươi chưa từng nghe nói tới độc lập châu, hẳn cũng từng nghe nói tới tử vong hoa hồng chứ. Mà ta bị trục xuất khỏi tư gia độc lập châu, cũng chính là bởi vì ta âm thầm gia nhập tử vong hoa hồng. Đáng tiếc, không bao lâu đã bị cổ tộc tư thị phát hiện ra rồi. Sau khi ta rời khỏi Độc Lập Châu, vẫn muốn trở lại Tử Vong Hoa Hồng. Đáng tiếc, Tử Vong Hoa Hồng lại mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào tìm ra được. Cho nên, ta dùng danh hiệu Eric, thật ra, mục đích cũng là muốn để cho Tử Vong Hoa Hồng phát hiện ta, để cho ta có thể quay trở lại tổ chức. Nói đến đây, Từ bà ý đảo qua đám người diệp oản oản một vòng, lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ cô đơn, mà thôi, đám người các ngươi bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể hiểu được độc lập châu là gì. Không lâu lắm, từ bà ý một lần nữa nhìn về phía thập nhất, khẽ mỉm cười, lão thất, người biết không? Không chỉ riêng ngươi, lão nhị, lão tam, còn có đám người lão bát, ta đều từng ban cho bọn chúng danh hiệu Eric. Chỉ tiếc, đám người các ngươi, thật khiến cho ta thất vọng. Quả thật là làm nhục danh hiệu Eric. Nghe lời nói này, ánh mắt tần nhược khi hơi hơi lóe lên, nhìn về phía tư mã ý ngài có thể xem xét đem danh hiệu eric ban cho tôi tôi sẽ không để cho ngài thất vọng nghe tiếng tư bà ý khẽ mỉm cười trước tiên hết giết bọn họ cho tôi xem sự tiến bộ của cô ngài yên tâm tần nhược hy mặt không cảm xúc quan sát diệp oản oản lúc này tần nhược hy không nói một lời chậm rãi đi về phía diệp oản oản ở bên cạnh eric cô học được quá nhiều kỹ xảo chiến đấu diệp oản oản bây giờ ở trong mắt cô, không chịu nổi một kích. chương 1857, tóc húi cua ca không sợ minh. Mấy người các ngươi, cút ngay. Tần Nhược Hy đảo mắt một vòng, nhìn đám người thất tinh và bắt đầu bên cạnh Diệp Oản Oản. Nghe vậy, chân mày bắt đầu khẽ nhíu lại, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản, Oản Oản tì, để đánh chết con ả này. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tùy cậu, Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai. Yes, sơ tương đương. Sau khi lấy được sự cho phép của Diệp Oản Oản, bắt đầu trợn mắt Trừng Tần Nhược khi một cái, lạnh giọng cười nói, ngươi tính là cái thứ gì, A Miêu A Cẩu làm sao xứng động thủ với Oản Oản tỷ? Tìm chết. Hàn quang trong mắt Tần Nhược khi chợt lóe lên, tay phải giơ lên, trong chốc lát, hung hăng vỗ về phía bắt đầu. Nhưng mà, một trường này của Tần Nhược khi còn chưa tới nơi, trong nháy mắt đã bị bắt đầu chặn lại. Giờ phút này, Tần Nhược khi nhìn về phía bắt đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Diệp Oản Oản, còn có cao thủ bực này. Yo, cái con gà mờ này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của bác đầu hung bạo đẩy về phía trước, trực tiếp đánh bay Tần Nhược Hy về phía trước. Không đợi Tần Nhược Hy rơi xuống đất, bác đầu lại lướt lên, tóm lấy cổ chân còn đang ở giữa không trung của Tần Nhược Hy, mượn đà quăng một vòng, khiến cho ả à ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng, rầm vang lên bụi đất tung bay tần nhược hy sắc mặt trắng bệch khóe miệng tràn ra một đường máu tươi ô cách đó không xa tư bá ý nhìn về phía bắc đầu mặt đầy vẻ hiếu kỳ thân thủ của người này tuyệt đối không giống như là cao thủ hoa quốc tần nhược hy sau khi chật vật bò dậy khó tin nhìn bắc đầu người này rốt cuộc có lai lịch gì làm sao lại mạnh như vậy tư bá ý ta hỏi ngươi ban đầu vô thiên hội của ngươi khai chiến cùng với không sợ minh tại độc lập châu bắt không ít thành viên tinh anh của không sợ minh làm tù binh hiện tại những người đó ở nơi nào bỗng nhiên đại trưởng lão nhìn về phía tư bá ý mở miệng hỏi đại trưởng lão vừa dứt tiếng tư bá ý sững cả người những người này cũng biết độc lập châu và không sợ minh có ý tứ tư bá ý nhìn chằm chằm đám người đại trưởng lão lẩm bẩm trong miệng lão già kia hỏi ngươi đấy không nghe được à, bắt đầu lạnh lùng quát lên. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại biết không sợ minh. Giờ phút này, tư bá ý mở miệng nói. Làm sao, có gan để cho vô thiên hội tấn công không sợ minh, mà ngay cả minh chủ không sợ minh chúng ta cũng không nhận ra. Tam trưởng lão nhìn về phía tư bá ý, lạnh lùng nói. Ý ngươi nói, cô ta là không sợ minh chủ. Lúc này, ánh mắt của tư bá ý, nhanh chóng rơi vào trên người Diệp Oản Oản, Quả thực, trong lòng tư bá ý hiểu rất rõ, Diệp Oản Oản là do lão cửu tư giả dạ hàn mang về từ độc lập châu. Cho nên, nói cho cùng, con ả à Diệp Oản Oản này, đến từ độc lập châu. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản có thân phận gì tại độc lập châu, tư bá ý cũng không biết được. Mặc dù vào thời điểm khi tư giả dạ hàn mới vừa mang Diệp Oản Oản trở lại tư gia Hoa Quốc, tư bá ý cũng để cho người của vô thiên hội điều tra qua, nhưng cũng không thể tra ra được gì, chẳng có lấy nổi một tin tức tương đối hữu dụng. Mà lúc này, lão già bên cạnh Diệp Oản Oản, lại nói cô ta là minh chủ không sợ minh. Tóc húi cua ca, bạch phong. Không, không sợ minh, làm sao có thể. Một bên, sắc mặt tần nhược hy đã trắng lại càng thêm trắng, dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy Diệp Oản Oản. Mặc dù tần nhược hy cũng không biết tới độc lập châu, cũng không hiểu được cách phân chia thế lực của độc lập châu, nhưng lúc đi theo bên cạnh lão đại tư bà ý, cũng từng nghe tư bà ý nhắc đến không sợ minh thuộc về thế lực siêu cấp đứng hàng đầu. Tại Hoa Quốc, cho dù là 10.000 cái tư gia gộp lại, cũng không cách nào sánh bằng không sợ minh. chương 1858 Cút Đoạn thời gian trước, Vô Thiên Hội đã đem một số thành viên không sợ minh bọn họ bắt được mang tới Hoa Quốc. Một người trong số đó phá tan lớp canh phòng trốn thoát. Không ít cường giả Vô Thiên Hội đi chặn đánh, đúng dịp, Tần Nhược Hy cũng đang đi theo đội ngũ này để mở mang tầm hiểu biết mà một lần kia, sự đả kích đối với tinh thần của Tần Nhược Hy, thực sự là quá mức to lớn. Vẹn vẹn một gã thành viên không sợ minh, đối mặt với mười mấy vị cường giả vô thiên hội, không sợ chút nào, tay không tiến lên đánh, giết tận bốn, năm người. Cuối cùng chết trận. Bắt đầu sau đó, sự cường đại của không sợ minh, cũng đã khắc sâu dấu ấn ở trong lòng Tần Nhược Hy. Nhưng mà, những cường giả trước mặt này lại chính là thành viên không sợ minh của độc lập châu. Thậm chí, cái lão già kia, còn luôn mồm luôn miệng, nói Diệp Oản Oản là không sợ minh chủ. Nói nhảm cùng cái tên tư vô thiên này làm cái gì, bắt trước đã rồi lại nói. Tam trưởng lão hử lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng thẳng người về hướng tư vô thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, tam trưởng lão và tư bá ý đối trưởng với nhau, hai người nhanh chóng thối lui về phía sau. Lúc này, trong mắt của tam trưởng lão và tư bá ý, đều hiện lên vẻ kinh ngạc tựa hồ hai bên đều có chút kiêng kỵ đối với thực lực của nhau. Ta đánh chết ngươi, cái lão bất tử này, thấy vậy, bắt đầu cũng lập tức xông tới. Rất nhanh, thất tinh cũng đi theo bắt đầu, gia nhập vào trong vòng chiến. Thực lực tư bá ý đương nhiên là khỏi phải bàn, dù cho là ba người cùng liên thủ, trong thời gian ngắn, nhất thời cũng không cách nào bắt được tư bá ý. Đại trưởng lão, chơi hắn, thấy đại trưởng lão vẫn đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, không có chút ý định động thủ nào, bắt đầu mặt đầy vẻ khó hiểu, la lớn. Ừm, ba người các người lên là được rồi, tôi tay chân lầm cầm, không tham gia náo nhiệt đâu. Tôi đây vẫn nên ở lại bên người minh chủ, bảo vệ cho minh chủ. Dù sao, sự an toàn của minh chủ vẫn là ưu tiên số một. Đại trưởng lão nhìn về phía đám người bắt đầu và tam trưởng lão, cười nói. Con bà nó, đại trưởng lão, ông cũng quá sức là hư cấu. À, ông đùa cũng quá lố rồi đi phong tỷ còn cần ông bảo vệ ông đùa với tôi sao bắt đầu liếc nhìn đại trưởng lão một cái mặt đầy vẻ khó chịu nếu như đại trưởng lão gia nhập vào trong trận chiến bọn họ hẳn đã sớm bắt được tư bá ý rồi nhìn thấy mọi người lao vào đánh nhau thập nhất sững sờ tại chỗ nuốt nước miếng một cái mặt đầy mộng bức mấy người này có còn phải là con người hay không vậy đám ám vệ tư gia kia so với những người này quả thật là chính là trẻ sơ sinh đi so với người trưởng thành đi sư phụ thế này thế này cũng quá khoa trương thập nhất theo bản năng hướng về diệp oản oản nhìn lại trợn mắt há hốc mồm từ từ quen dần là được rồi diệp oản oản nhẹ giọng nói sư phụ tôi cũng rất muốn thay đổi trở nên mạnh như bọn họ vậy sư phụ cô hãy dạy tôi đi thập nhất mặt đầy kích động diệp oản oản chính mình dưới trạng thái không uống rượu Mặc dù không đến mức gọi là cặn bã, nhưng so với đám người đại trưởng lão bọn họ, cũng chỉ đáng được phân loại vào dạng cùi bắp, bã mía mà thôi. Làm sao có thể dạy cho cậu ta chứ? Ha ha, cậu muốn học cái gì, tôi tới dạy cậu là được, không cần phải làm phiền minh chủ. Minh chủ mỗi ngày đều rất bận rộn. Bỗng nhiên, bên cạnh Diệp Oản Oản, đại trưởng lão nhìn về phía Thập Nhất cười nói. "Thật sao? Thập Nhất nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ông có mạnh như bọn họ không?" đó là đương nhiên, so với bọn họ, tôi mạnh hơn nhiều, nếu không, làm sao tôi có thể là đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười nói, châu bò, lúc này, thập nhất hướng về phía đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên, tốc độ của bọn họ thật là nhanh, là lăng ba vi bộ sao. Trường pháp của bọn họ cũng quá là kinh khủng, là 72 môn tuyệt học thiếu lâm sao. con bà nó, cái người gọi là bác đầu đó, bị gã tư bá ý đánh cho một trường, văng vào tường, tường nứt mà người lại không sao chẳng lẽ là kim trung cháo thiết bố sam phải học những tuyệt chiêu này tôi nhất định phải học hết đại trưởng lão xứng sờ tại chỗ yên lặng nhìn thập nhất mấy lần sau đó từ trong miệng phun ra một chữ cút chương 1859, cậu đi thiếu lâm tự mà hỏi đại trưởng lão nhìn thập nhất có chút không đỡ nổi người này chẳng lẽ bị ngu sao cái gì mà lăng ba vi bộ lại còn 72 tuyệt học thiếu lâm kim trung cháo thiết bố sam coi phim nhiều quá bị nhiễm hả sư phụ cô dạy cho tôi đi tôi ở bên ngoài buôn bán nhiều năm nhưng từ sau khi gặp sư phụ tôi đã phát hiện tôi rất có đam mê đối với võ thuật sau khi thập nhất bị đại trưởng lão đả kích cũng không nổi giận ngược lại nhìn về phía diệp oản oản đầy chờ mong nghe đề nghị của thập nhất diệp oản oản dai mi tâm một cái lăng ba vi bộ kim trung cháo thiết bố sam đúng 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 thập nhất gật đầu liên tục cậu biết không Tôi cũng muốn học, Diệp Oản Oản nhìn thập nhất, thở dài đầy ngao ngán, thực sự là không được. Hay là, cậu đi thiếu lâm tự mà hỏi thử xem. Không chỉ riêng đại trưởng lão muốn để cho hắn cút, mà ngay cả nàng cũng muốn để cho hắn cút xéo ngay và luôn. Cái gã thập nhất này chẳng lẽ là coi phim, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều, bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Nếu như có nơi nào dạy những thứ này, nàng nguyện ý bán hết gia tài đi, để học những tuyệt kỹ này, thật đấy chuyện bắt đầu bị tư bá ý đánh cho một trường, đụng nứt vách tường cách đó không xa, nhưng người không sao, chính là vì tố chất thân thể của cậu ta rất tốt, khả năng chịu đòn cực cao. Liên quan gì tới kim trung cháo, thiết bố sam? Nếu như dùng vũ khí chém ở trên người bắt đầu, chắc chắn là sẽ có người mất đi một miếng thịt đấy. Được rồi, cuối cùng, thập nhất cười cười đầy xấu hổ. Quả nhiên, mấy thứ, phim trường, đều là gạt người hắn còn tưởng rằng những cao thủ này thực sự giống như các anh hùng kiếm hiệp trong tiểu thuyết và trên tivi chứ. còn không đợi diệp oản oản tiếp tục mở miệng nói gì, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. tư bá ý đối mặt với thế công của bắc đầu thất tinh và tam trưởng lão liên thủ khó lòng chống đỡ, bị đánh bật về sau mười mấy bước. em dâu, ta có việc muốn trao đổi với ngươi. tư bá ý la lớn. nghe tiếng diệp oản oản trước tiên ra lệnh cho bác đầu và thất tinh tạm dừng tay chợt nhìn về phía tư bá ý cười lạnh một tiếng nói a à, thật không nghĩ tới lão cửu diễm phúc không cạn nha lại có thể cua được không sợ minh chủ đại danh đỉnh đỉnh của độc lập châu đưa trở về tư bá ý nhìn chằm chằm diệp oản oản mở miệng nói nghe tiếng diệp oản oản nhẹ giọng cười một tiếng lời này nàng thích nghe tư bá ý nhìn diệp oản oản hơi nhíu mày lần này nói chung là hắn đã tính sai rồi nhưng vô luận là ai chỉ sợ cũng sẽ không đoán được diệp oản oản lại có thể là không sợ minh chủ bạch phong thì ra bạch phong mất tích nhiều năm như vậy là bị lão cửu tư giả hàn mang trở về hoa quốc khó trách khó trách sau đó không sợ minh rơi vào tình thế hỗn loạn đã từng có lúc rất nhiều thế lực đều đồn đãi bạch phong của không sợ minh đã chết rồi cho nên hắn thao túng vô thiên hội từ xa phát động tấn công đối với không sợ minh. Vốn là muốn liên hiệp rất nhiều thế lực, hùa vào công phá không sợ minh, sau đó thu nhận tàn dư của không sợ minh, tăng cường thực lực của tổ chức. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không sợ minh cho dù đã mất đi minh chủ bạch phong, nhưng vẫn như cũng mạnh mẽ một cách đáng sợ. Vô thiên hội cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nguyên bản, kế hoạch của hắn, kín bưng như áo trời, chỉ cần lợi dụng người bên cạnh giết chết lão cửu là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, lão cửu lại tán đổ được không sợ minh chủ đáng giận hơn là cái vị không sợ minh chủ này sợ rằng đã khôi phục lại ký ức một lần nữa trông coi không sợ minh chuyện này có chút khó giải quyết ha ha diệp oản oản không chắc hẳn nên gọi ngươi là bạch phong bạch minh chủ ta cảm thấy giữa chúng ta còn có đường lùi tư bá ý cười nói phải không nói nghe một chút diệp oản oản đáp nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái gã lão đại tư gia tư bá ý này, còn có thể bày ra được trò gì. chương 1860, hù chết ta rồi. Trước kia khi vô thiên hội xuống tay với không sợ minh, vô thiên hội chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Chúng ta bắt không ít thành viên tinh anh không sợ minh làm tù binh. Điểm này, tin rằng bạch minh chủ cũng biết được, chỉ cần bạch minh chủ không nhắc lại chuyện cũ, vô thiên hội chúng ta và không sợ minh hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Ta có thể mang tù binh là thành viên tinh anh không sợ minh, trả lại cho không sợ minh." Từ bá ý nhìn Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười thương lượng. Tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết, Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca, mặc dù tàn khốc vô tình, nhưng lại cũng vô cùng nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu, Từ bá ý sở dĩ không đem những tù binh là thành viên tinh anh không sợ minh kia giết chết, cũng vì muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như ngày nào đó, Không Sợ Minh khôi phục lại đỉnh phong tìm bọn họ tính sổ, hoặc là không sợ minh chủ quay trở lại. Trong tay hắn, cũng có khoản tiền đặt cược này, có thể đàm phán cùng với không sợ minh. Ồ, phải không, con người Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái. Ha ha, bạch minh chủ, đó là tất nhiên, từ vô thiên ta một lời hứa đáng ngàn vàng, bao gồm cả con đàn bà Tần Nhược Hy này, cũng có thể đưa cho bạch minh chủ, giúp bạch minh chủ có thể hả giận. Tư bà ý cười nói. Cái gì? Nghe tư bà ý nói vậy, sắc mặt Tần Nhược Hy lúc này đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Tần Nhược Hy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, xem ra, người thật sự là rất không đủ thành ý nha. Cô ta ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Con bà nó, người con miệng nó tùy tùy tiện tiện dắt tới một thứ A miêu A cầu vớ vẩn, định gạt minh chủ chúng ta sao. Bắt đầu cũng lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Oản Oản, một cảm giác bất lực nặng nề trào dâng ở trong lòng từng có thời gian, nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản này, ở trong mắt của cô, giống như con kiến hôi. Nếu như không phải là có tư dạ hàn, cô tùy thời đều có thể dễ dàng bóp chết hả à ta. Nhưng mà, đến ngày hôm nay, cái gọi là con kiến hôi kia, lại có thể trở thành một cái rãnh trời mà cô vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua. Cô và Diệp Oản Oản, không, là không sợ minh chủ Bạch Phong mới đúng, căn bản chính là người của hai thế giới, thuộc về hai tầng lớp hoàn toàn bất đồng. Diệp Oản Oản hiện tại mới thật sự là người khổng lồ, mà cô là trở thành am miêu A à cẩu. Ngay cả từ bà ý, đều hết sức kiêng kỵ và sợ hãi đối với nữ nhân này. Người của ta, ta sẽ tự mình tìm. Về phần ngươi, thời thời khắc khắc trăm phương ngàn kế hại người đàn ông của ta. Mới vừa rồi còn muốn giết ta, ta cho là không cần thiết phải giao dịch. Diệp Oản Oản lạnh giọng cười nhạt. Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt từ bà ý nhất thời biến đổi. Ha ha! Minh chủ bạch phong nói cách khác không thể thương lượng là như vậy phải không tư bá ý nhìn chằm chằm diệp oản oản trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo người có thể hiểu như vậy diệp oản oản cười nói ha ha mình chủ bạch phong ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi không cần ngươi nhất định muốn lưỡng bại câu thương ta cũng không còn cách nào hôm nay các ngươi cứ như vậy đi toàn bộ chết ở chỗ này là được rồi Mặc dù ta cũng sẽ gặp phải sự truy sát vô cùng vô tận của Không Sợ Minh, nhưng các ngươi nhất định sẽ chết trước ta." Từ bà ý nói xong, lập tức huýt sáo một cái. Một giây kế tiếp, mười mấy gã sát thủ mặc đồ đen, tay cầm súng, từ trong trang viên vọt ra. Thấy vậy, đám người bắt đầu và Tam trưởng lão đồng loạt biến sắc. Con mẹ nó, thân là người của độc lập châu, lại có thể dùng súng. Người con mẹ nó, cũng quá hèn hạ vô sỉ đi người thân là người của độc lập châu, lại có thể sử dụng vũ khí, súng ống. Bắt đầu chỉ mặt tư bá ý, tức giận quát lên. Người của độc lập châu, nghe tiếng, tư bá ý cười lạnh, ta đã sớm bị đuổi ra khỏi độc lập châu rồi. Lại nói, ta giờ phút này cũng không ở độc lập châu, sử dụng súng ống hay vũ khí, cũng không ai quản được. Tư bá ý, cầm những thứ này, người đang hù dọa ta sao, hù chết bạch phong ta rồi. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, lộ ra vẻ mặt lạnh giá và một nụ cười thấu xương, không hề sợ hãi chút nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 1861, chúng tôi bị bắt cóc. Thấy Diệp Oản Oản bình tĩnh như vậy, tư bá ý khẽ nhíu mày. Người trước mắt, dù sao cũng là không sợ mình chủ hung danh vang xa. Người cho rằng là, chúng ta cứ như vậy đi tay không tới. Không có chút chuẩn bị nào diệp oản oản cười nói lúc này đám người thập nhất và đại trưởng lão đồng loạt nhìn về phía diệp oản oản ngươi có ý gì tư bá ý lạnh lùng hỏi tại trang viên của ngươi ta đã sớm đặt mìn hẹn giờ chỉ cần chúng ta vừa chết lập tức sẽ có người ấn nút điều khiển từ xa tòa trang viên này cơ hồ sẽ trong nháy mắt nổ tung thành bình địa đến lúc đó cũng đừng mong có ai còn sống rời đi diệp oản oản cười nói ha 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 Bạch Minh Chủ, người đang hù ta sao? Tư bá ý cười lạnh. Phải không? Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về phía trên tường rào trang viên nhìn một cái. Giờ phút này, chỉ thấy mấy vị thành viên không sợ minh, đứng ở trên đầu tường, trong tay của mỗi một vị thành viên, đều đang cầm một thiết bị điều khiển từ xa màu đỏ. Ngay từ trước khi tới trang viên này, Diệp Oản Oản đã sớm có chuẩn bị sẵn. Độc Lập Châu không cần phải lo lắng về vấn đề súng ống, nhưng đây cũng không phải là độc lập châu. Đương nhiên, cái gọi là Minh Giờ chỉ là hù dọa từ bà Ý, thiết bị điều khiển từ xa cũng là giả. Nhưng Diệp Oản Oản có thể khẳng định, từ bà Ý không dám động thủ. Hắn tuyệt đối không có dũng khí để đi đánh cược. Mà trừ cái đó ra, Diệp Oản Oản đã phát hiện từ lâu, có các tay súng bắn tỉa ở một vị trí cực xa. Trước khi bọn họ đi tới trang viên này, bắt đầu đã phát hiện ra mấy tay súng bắn tỉa, vẫn đang luôn âm thầm bảo vệ bọn họ. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ hạ của Tư Dạ Hàn. Chỉ cần Tư bá ý có bất kỳ ý tưởng gây rối nào, viên đạn của các tay súng bắn tỉa nhất định sẽ nhanh hơn so với bọn chúng. Ha ha ha, thật không hổ là minh chủ Bạch Phong, khó chơi, quả là rất khó chơi. Tư bá ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đáy mắt lộ ra hung quang. Nhưng Tư bá ý còn chưa kịp tiếp tục mở miệng nói gì, đã nghe hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên, các tay súng bắn tỉa ở nơi xa xa kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngồi xuống. Lúc này, Diệp Oản oản hướng về đám người bắt đầu và đại trưởng lão ra lệnh. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người cơ hồ đều theo bản năng, ngồi bệt xuống mặt đất. Nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở, cửa chính trang viên bị hất tung ra. Tiếp đó là mấy chục vị cảnh sát vũ trang đầy đủ tràn vào. Buông vũ khí xuống. Sau khi nhìn thấy Vô Thiên hội tay cầm súng, cảnh sát lớn tiếng quát. Cái gì? Nhìn thấy đám cảnh sát Hoa Quốc vũ trang đầy đủ, Tư bá ý khó mà tin nổi. Bây giờ, bọn họ đã bị bao vây tầng tầng, nếu như dám phản kháng, hậu quả khó mà lường được. Cơ hồ không cần suy nghĩ thêm, Tư bá ý liền để cho mười mấy gã thành viên của Vô Thiên hội vứt bỏ súng ống hai tay ôm đầu, ngồi xuống, nhanh. Mấy vị cảnh sát nghiêm nghị quát lên. Lúc này, hơn chục người, được tư bá ý cầm đầu, dối rít ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lão bản, ngài không sao chứ, ngài làm tôi sợ muốn chết. Bỗng nhiên, từ phía sau, chu tổng của tinh thần giải trí chạy tới. Đồng chí cảnh sát, cô ấy chính là lão bản của chúng tôi. Lão bản chúng tôi cùng bạn của cô ấy bị bọn họ bắt cóc. Chu Tổng vội vàng, tố cáo. Diệp Oản Oản là boss của tinh thần giải trí, phía cảnh sát dĩ nhiên cũng biết đến. Đồng chí cảnh sát, vị này là lão đại tư gia tư bá ý. Chúng tôi tới đây làm khách, hắn đầy bá đạo, muốn cưỡng ép chúng tôi phải xúc tiến hợp tác kinh tế. Tôi không đồng ý, bọn họ liền dùng súng uy hiếp tôi. Diệp Oản Oản cũng mau chóng tiếp lời. Bắt đầu. Thất tinh. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Thập nhất chương 1862, vô liêm sỉ. Nhìn thấy tư bá ý đang hướng về mình trông lại, trong mắt hiện lên đầy sự thù hận, khóe miệng Diệp oản oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy lạnh giá. Trước khi đến chỗ tư bá ý, Diệp oản oản đã sắp xếp chuẩn bị đầy đủ các phương án. Hết thảy những thứ này, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Người cũng có phần quá vô sỉ, lại có thể báo cảnh sát. Giờ phút này, tư bá ý nhìn chằm chằm Diệp oản oản, cắn răng nghiến lợi. Từ bá ý vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản thân là minh chủ không sợ minh của Độc Lập Châu, lại sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ đến mức này. Quả thật là mất hết mặt mũi của Độc Lập Châu. Thân là người Độc Lập Châu, bên ngoài phát sinh bất kỳ tranh chấp hay mâu thuẫn nào, đều sẽ dùng vũ lực để giải quyết, ai lại đi báo cảnh sát. Chuyện này đối với cả hai bên đều là nỗi sỉ nhục. Cho dù có chết, cũng sẽ không có khả năng đi làm ra chuyện mất mặt đáng xấu hổ đến mức này thậm chí ở trong đầu của tư bá ý căn bản cũng không hề có khái niệm báo cảnh sát lại càng không thể nào ngờ tới diệp oản oản lại có thể làm ra loại chuyện này tư bá ý không ngờ ông lại là thứ người như vậy lại có thể tự mình nắm giữ nhiều súng đạn như vậy tôi đã nhìn lầm ông rồi diệp oản oản nhìn chằm chằm tư bá ý thở dài một tiếng bắt đầu diễn sĩ quan cảnh sát tôi có lời muốn nói nữ nhân này trôn xuống rất nhiều mìn hẹn giờ ở trong trang viên của tôi. Bỗng nhiên, từ bà ý nhìn về phía viên cảnh sát bên cạnh, mở miệng quát lên. Nếu Diệp Oản Oản đã báo cảnh sát, có chết thì mọi người phải cùng nhau chết chùm. Xúc phạm luật pháp Hoa Quốc cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nghe lời tố cáo này, không ít cảnh sát đều sướng sờ. Trong trang viên này, lại còn có mìn hẹn giờ. Đừng nghe hắn ta nói bậy nói bạ, nếu như không tin, các anh có thể kiểm chứng. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Thấy dáng vẻ không chút kiêng kỵ nào này của Diệp Oản Oản, chân mày tư bà y nhíu chặt lại. Chẳng lẽ, trong trang viên của hắn căn bản cũng không có cái gì gọi là mìn hẹn giờ. Trước đó, chẳng lẽ là Diệp Oản Oản cố ý hù dọa hắn. Bởi vì chuyện tư bà y nói quá mức nghiêm trọng, các cảnh sát ở đây không dám lơ là, lập tức mời tổ chuyên phá bom mìn tới giả soát. Nhưng mà, sau khi tòa trang viên này bị giả soát hết một vòng, cũng không hề có dấu hiệu của cái gọi là mìn hẹn giờ trong miệng tư bá ý có tồn tại. Ngươi, tư bá ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hận không thể lột ra rút xương nàng. Chính mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đùa bỡn. Loại người vô sỉ này, đến tột cùng là làm thế nào có thể đặt chân sinh tồn ở độc lập châu. Sao rồi, tôi là một người tuân thủ pháp luật, chúng ta không giống nhau. Diệp Oản Oản nhìn tư bá ý, nói mà mặt không đổi sắc tuân pháp thủ luật, tư bá ý cắn răng nghiến lợi, người quả thực là một đứa hạ tiện hèn hạ vô sỉ. Người căn bản không xứng ở độc lập châu, quá vô sỉ. Cho dù hôm nay tư bá ý hắn không địch lại không sợ minh, cho dù phải chết trận, cũng không có khả năng đi gọi lực lượng cảnh sát hoa quốc trợ giúp. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc. Không chỉ là hắn, bất kỳ một thế lực nào ở độc lập châu, nếu như đến quốc gia khác, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này chuyện này nếu như bị truyền về độc lập châu, mặt mũi biết để đâu bây giờ. Một giây kế tiếp, tư bá ý nhìn về phía đám người tam trưởng lão. Nhìn ta làm gì, có quan hệ gì với ta, cũng không phải là ta báo cảnh sát, người chớ nói lung tung, tam trưởng lão có chút trột dạ, liếc nhìn tư bá ý một cái. Tại độc lập châu, bọn họ chưa từng có khái niệm báo cảnh sát. Loại hành vi ở Hoa Quốc này, dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự giống như là hai đứa trẻ con đánh nhau, đánh không lại liền gọi người nhà ra, thật sự là. Đại trưởng lão, chuyện này, người đúng là sử dụng súng phi pháp, cũng đích xác đã phạm tội rồi. Chúng ta cũng không hề ép người phạm tội, tội lỗi của ngươi, ngươi tự đi mà gánh, đừng có mà níu kéo những người không liên quan như ta. chương 1863, thật sự là cao. Nói xong lời này, đại trưởng lão mặt già đỏ gay. Lần này, Minh chủ thật đúng là, hơi có chút vô sỉ mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sợ Minh bọn họ vốn không phải là một tổ chức cực kỳ vô sỉ hay sao? Bọn họ chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ quy củ gì, Minh chủ làm ra loại chuyện vô sỉ này, thực ra cũng không có gì kỳ quái cả. Bắt đầu, nhìn cái gì vậy? Cái tên xấu xa này, phi. Thất tinh. Thập nhất, tôi vô tội, tôi đi theo sư phụ tới đây nói chuyện làm ăn, ai ngờ đâu đại ca tôi lại là một tên tội phạm. Không lâu lắm, đám người Diệp Oản Oản và Tư Bá Ý đều bị đưa đi, bắt giải trình cặn kẽ tình huống hôm nay. Trạng vạng, đám người Diệp Oản Oản được thả ra. Trải qua điều tra, nhóm người Diệp Oản Oản được chứng minh trong sạch, mà thế lực phi pháp do Tư Bá Ý xây dựng tại Hoa Quốc, hơn nữa còn tàng trữ phi pháp một lượng lớn vũ khí quân dụng, đã vi phạm luật hình sự của Hoa Quốc. Tư Bá Ý dù có muốn cùng Diệp Oản Oản lấy mạng đổi mạng, cũng không có biện pháp nào. Dù sao Diệp Oản Oản đúng là không hề vi phạm pháp luật Hoa Quốc, cũng không hề tàng trữ vũ khí phi pháp, cùng lắm cũng chỉ có chuyện bắt đầu, hơi lỡ tay, đánh tần nhược hy bầm dập mà thôi. Mà trong tình huống này, chỉ được tính là tự vệ chính đáng, còn không nghiêm trọng bằng cả, đánh lộn ngoài đường nữa là... Tần Nhược Hy vốn muốn cố hết sức phủi sạch quan hệ giữa mình và tư bá ý, nhưng cảnh sát Hoa Quốc lại điều tra một cách thần tốc, moi ra được chứng cứ trực tiếp cho thấy, tần nhược hy là tình nhân của tư bá ý hơn nữa còn nhiều lần làm chuyện phạm pháp giúp cho tư bá ý tư bá ý tuyệt đối không thể ngờ được cuối cùng mình lại có thể ngã vào trong vòng tay đầy yêu thương của cảnh sát hoa quốc đáng hận nhất kẻ tố cáo lại là người của độc lập châu diệp oản oản tại độc lập châu tư bá ý đã từng gặp qua đủ loại người vô xỉ hay độc ác toàn bộ hắn đều từng tiếp xúc qua nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể vô sỉ giống như Diệp Oản Oản vậy. Đời này cũng chưa từng gặp. Sau khi dẫn theo đám người thất tinh và bắt đầu đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, khẽ mỉm cười nói từ trong chuyện này, các người học được cái gì? Để học được, học được, bắt đầu nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, lập tức giơ ngón tay cái lên, phải học theo phong tỉ, hèn hạ vô sỉ. Diệp Oản Oản, người con miệng nó, lâu rồi chưa bị ăn đòn sao? Phải biết ma lanh, thập nhất nói. Tôi cảm thấy điều minh chủ muốn nói chắc là, có thể sử dụng ngoại lực giải quyết, thì tận lực đừng tự mình động thủ, dù có vô sỉ một chút cũng không thành vấn đề. Tam trưởng lão sau một thoáng trầm tư liền đưa ra kết luận. À, ý của tôi là, không nên xúc phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Từ bà ý chính là tấm gương, diệp hoàn hoàn có chút lúng túng chỉnh lại. Vậy chúng ta đi bắt cóc, chẳng lẽ không tính là xúc phạm pháp luật Hoa Quốc sao? bắt đầu nhìn chằm chằm diệp oản oản mặt đầy mộng bức bắt cóc nghe tiếng diệp oản oản lương bắt đầu một cái vậy cũng là do các người trói cũng không phải là tôi trói cao thật sự là cao tay bắt đầu đầy bội phục lại nói cái kia sao có thể tính là bắt cóc lương mỹ huyên và hoàng minh khôn mới thật sự là tội phạm chúng ta chỉ dùng một chút phương thức không chính thống để buộc bọn họ nhận tội mà thôi còn nữa tôi đánh bọn họ sao tôi mắng bọn họ lúc nào. Không có, đúng không? Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Vậy, cái gã liêu gia kỳ thì sao? Bắt đầu tiếp tục hỏi. Tiểu tử họ liêu kia, thả hắn đi hắn đều không đi, quấn quyết dính chặt lấy minh chủ, vậy sao có thể tính là bắt cóc? Hắn ta là cam tâm tình nguyện phối hợp với chúng ta. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đại trưởng lão nói đúng. Diệp Oản Oản gật đầu, Trường 1864 có tiền không nổi sao. Nghe tiếng, tam trưởng lão lướt nhìn đại trưởng lão một cái. Xem ra, sự vô liêm sỉ của minh chủ đều đã được lão già này nghiêm túc tiếp thu và học hỏi. Giờ phút này, thập nhất nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, sư phụ, cuộc sống của các người quả thực là muôn màu muôn vẻ. Hãy để cho tôi sau này cũng đi theo mọi người đi. Thập nhất có thể tưởng tượng ra, độc lập châu, trong miệng tư bá ý, nơi bọn họ ở nhất định là một chốn thế ngoại đào nguyên. A à Cửu đã đem tư gia phó thác lại cho cậu, cậu vẫn là nên ở lại tư gia đi. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, mới mở miệng nói với Thập Nhất. Tư gia không thể rắn mất đầu, Thập Nhất thân là lão thất tư gia, trở thành gia chủ tư gia, quản lý tư gia là thích hợp nhất. Đây cũng chính là ý tứ của tư gia Hàn. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, vẻ mặt của Thập Nhất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng thích, bất quá, tôi cũng muốn đi đến cổ tộc tư thị của độc lập châu nhìn một chút. Lão cửu không phải là cũng ở nơi đó sao? Theo lý thuyết, tôi cũng là người của tư gia, tương đương với hậu bối của cổ tộc tư thị. Có lẽ sau khi tôi tới, bọn họ thấy được thiên phú của tôi không tầm thường, sẽ giữ tôi ở lại đó luôn, hơn nữa còn bồi dưỡng trọng điểm đối với tôi. Thập nhất nói, Diệp Oản Oản, nghiêm túc sao? Cậu nhanh đi sang một bên chơi bùn đi thôi. bác đầu lườm thập nhất một cái, nếu mà đúng thật như cậu nói, cổ tộc tư thị đã sớm bị diệt vong, còn có thể truyền thừa lại tới ngày hôm nay sao? Cổ tộc tư thị người ta cũng không có lấy một kẻ yếu, những người đi ra ngoài đều là cường giả đỉnh thiên lập địa, có thể một mình gánh vác một phương. Phó thuật của tôi coi như không được, nhưng mà buôn bán cũng được lắm đấy, chẳng lẽ tại độc lập châu cũng không cần kiếm tiền sao, chẳng lẽ cổ tộc tư thị cũng không cần ăn cơm? Tôi ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cái gì có thể kiếm ra tiền, cái gì không thể kiếm ra tiền, tôi liếc mắt nhìn là biết ngay. Thập nhất cười lạnh, có tiền thì thế nào, tôi đây có tiền không nổi sao, có tiền thì có thể đi độc lập châu à, có tiền thì cổ tộc tư thị liền có thể để ý đến cậu sao. Cổ tộc tư thị coi thường cậu cũng không sao, nhưng không sợ mình chúng tôi, coi trọng nhất chính là những nhân tài giống như cậu vậy. Bắt đầu nhìn chằm chằm thập nhất, chuyển đề tài, ý cười đầy mặt. Thất tinh, diệp oản oản phong tỷ chúng ta dẫn thập nhất huynh đệ đi độc lập châu đi thập nhất chính là đồ đệ của phong tỷ đó nha phong tỷ à tỷ không thể vô tình như vậy bỏ lại thập nhất huynh đệ để hắn lưu lạc tại hoa quốc mặc kệ sống chết của hắn để kiên quyết không đồng ý bác đầu mặt đầy nghiêm túc đúng vậy sư phụ không bằng cô cứ dẫn tôi đi độc lập châu đi để cho tôi có cơ hội tìm hiểu thêm các mặt của xã hội thập nhất vội vàng phụ họa theo cậu đi độc lập châu tư gia biết làm sao bây giờ. Diệp oản oản gãi đúng chỗ ngứa. Thập nhất vẫn nên ở lại Hoa Quốc, loại địa phương như Độc Lập Châu, cũng không thích hợp với hắn. Hơn nữa, đối với Độc Lập Châu mà nói, thập nhất thuộc về người ngoài, muốn lấy được giấy thông hành, nhất định sẽ phải lãng phí một phen công phu. Thậm chỉ với quan hệ hiện tại giữa không sợ minh và võ đạo liên minh công hội mà nói, đoán chừng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục để cho không sợ minh chiếm thêm chút tiện nghi nào. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản để cho đại trưởng lão và tam trưởng lão mang theo thất tinh và đám người thập nhất, đi xử lý chuyện những thành viên tinh anh không sợ minh bị bắt tại trang viên của tư bá ý, mà Diệp Oản Oản thì lại đi đến chỗ của chư thần thời đại. Chuyện Hoa Quốc, cơ bản cũng đã xử lý xong, trước khi chuẩn bị đi, còn cần phải nói một tiếng với đám người cung húc, Hàn Thiên Vũ. Về phần cha mẹ bên kia, Diệp Oản Oản đã an bài xong từ lâu. Bây giờ, Diệp Mộ Phàm đã trở lại chư thần thời đại, Đồng thời, chư thần thời đại cũng trở thành đơn vị hợp tác trọng điểm của tinh thần giải trí, cơ hồ tuy hai mà một. Về phần diêu giai văn, tại thời điểm Diệp Mộ Phàm trở lại chư thần thời đại, cũng đã bị đá ra khỏi chư thần thời đại. Ngoài ra, Mộ Phàm cũng tố cáo diêu giai văn nuốt riêng tiền vốn của chư thần thời đại. Bây giờ, quãng thời gian này diêu giai văn vượt qua cũng không dễ dàng, tin rằng không lâu sau, bà ta sẽ phải nghênh đón kiếp sống tai ương trốn lao tù chương 1865, giao chiếc nhẫn ra đây. Chẳng qua là đáng tiếc, loại địa phương giống như độc lập châu cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Nếu không, đem chư thần thời đại chuyển tới độc lập châu. Cũng không phải là một phương án tồi. Chào cô gái. Sắc trời màu xám cho, thời điểm đi qua một khu vực vắng vẻ, một gã đàn ông vóc người gầy gò, không biết từ chỗ nào chui ra, ngăn Diệp Oản Oản lại khoảng cách từ nơi này đến chư thần thời đại cũng không xa cho nên diệp oản oản mới quyết định đi bộ thấy gã đàn ông gầy gò kia cản đường mình chân mày diệp oản oản hơi nhướn lên người đàn ông này chính nàng cũng không nhận ra thậm chí chưa từng thấy qua có chuyện gì diệp oản oản mở miệng hỏi dò không cần kinh hoàng ta cũng không có ác ý gã ta nhìn diệp oản oản nhẹ giọng nói hôm nay ngăn ngươi lại chẳng qua chỉ là muốn từ chỗ ngươi thu hồi lại thứ không thuộc về ngươi. Thứ không thuộc về mình. Nghe gã đàn ông gầy gò nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Gặp cướp sao? Cái gì gọi là thứ không thuộc về ngươi? Gã đàn ông này căn bản là nàng không quen không biết, hẳn là chưa từng lấy thứ gì của hắn mới đúng. Ồ, ta ngược lại thật muốn nghe một chút, thứ gì không thuộc về ta, và thứ ngươi muốn lấy của ta là thứ gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, cười lạnh một tiếng chính là chiếc nhẫn kia trên tay ngươi gã đàn ông gầy gò cũng không vòng vo đi thẳng vào chủ đề chính ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn trước đây không lâu tư giả hàn giao cho diệp oản oản cái này diệp oản oản nhìn về phía chiếc nhẫn cổ xưa này như có điều suy nghĩ lúc tư giả hàn đem chiếc nhẫn này đưa cho nàng từng đích thân nói với nàng chiếc nhẫn này vốn là thuộc về nàng tư giả hàn chẳng qua chỉ thay mặt bảo quản mà thôi ngay cả chiếc nhẫn như vậy rốt cuộc có tác dụng gì hoặc là lai lịch gì, ngay cả tư giả hàn cũng không nắm rõ. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, tư giả hàn mới vừa đem chiếc nhẫn này giao cho mình không bao lâu, trong nháy mắt nàng đã bị người ta theo dõi. Ngươi là ai? Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông gầy gò, mở miệng hỏi. Một điểm này, ngươi không cần thiết phải biết, chiếc nhẫn này cũng không thuộc về ngươi, giao ra là được rồi. Gã đàn ông gầy gò mặt không cảm xúc, ra lệnh cho Diệp Oản Oản thật là ngại quá diệp oản oản cười lạnh một tiếng chiếc nhẫn này đeo ở trên tay của ta không thuộc về ta chẳng lẽ còn thuộc về ngươi hay sao nguyên bản diệp oản oản cũng không để chiếc nhẫn này ở trong lòng nhưng từ tình huống hiện nay mà xem chiếc nhẫn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đồ trang sức trong này tất nhiên có bí mật nào đó nếu không ai lại thèm đi cướp chiếc nhẫn này vậy ngươi không nguyện ý giao chiếc nhẫn ra trong lúc nói chuyện gã đàn ông gầy gò chậm rãi đi về phía diệp oản oản đã như vậy để ta tự tới lấy vậy vừa nói gã ta đã đi tới bên cạnh diệp oản oản đưa tay ra hướng về phía chiếc nhẫn cổ xưa của nàng định đoạt lấy thấy vậy thân hình diệp oản oản khẽ nghiêng nghiêng một cái nhưng mà tay của gã tay lại di chuyển theo như hình với bóng cứ như thể tùy tùy tiện tiện vậy mà đã túm được vai trái của diệp oản oản vào giờ phút này diệp oản oản mới hiểu ra người đàn ông trước mắt này, dù có đặt ở tại độc lập châu, cũng thuộc vào loại siêu cường giả đứng hàng đầu. Dưới trạng thái không uống rượu, chỉ sợ là một chiêu của người đàn ông này, nàng cũng không thể đỡ nổi. Nhưng mà, sau khi đi tới Hoa Quốc, Diệp Oản Oản cũng không hề kè kè mang theo rượu bên người, vì chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ gặp phải nguy cơ gì tại Hoa Quốc. Lúc này, con người Diệp Oản Oản khẽ đảo một cái, nhìn về phía người đàn ông gầy gò, người muốn chiếc nhẫn này, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai. Còn nữa, tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này, ta có thể hai tay dâng lên. Không có liên quan gì tới ngươi, gã ta lạnh lùng từ chối. chương 1866, hãy xưng tên ra. Gã đàn ông gầy gò trước mặt này, muốn moi ra được tin tức từ trong miệng của hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn khắp chung quanh, như tình hình trước mắt mà nói hẳn là nên trước tiên nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này thì hơn coi như hỏi ra lai lịch và hiệu quả của chiếc nhẫn nếu như bị gã đàn ông này đoạt đi vậy thì biết làm thế nào ta không muốn làm tổn thương ngươi hiện tại chỉ cần ngươi giao chiếc nhẫn ra liền có thể rời đi như thế nào gã ta nhìn về phía diệp oản oản lạnh lùng đưa ra lời đề nghị nghe vậy diệp oản oản cười lạnh một tiếng đây là chiếc nhẫn của ta ngươi muốn lấy cũng phải nhìn một chút xem, người có bản lãnh này hay không. Trong mắt người đàn ông hiện ra một vệt hàn ý lạnh như băng, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhiệm vụ của hắn là lấy được chiếc nhẫn từ trên tay nữ nhân này. Tuy nói có nhận được mệnh lệnh là không thể giết cô ta, nhưng cũng không đồng nghĩa là không thể đả thương cô ta. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, mấy bóng đen đã chợt lóe lên, trong nháy mắt canh giữ ở bên người Diệp Oản Oản. Minh chủ, chúng thuộc hạ tới chậm rồi. Mấy vị nam nhân áo đen, hướng về Diệp Oản Oản hành lễ. Nhìn thấy có người xuất hiện, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cầm. Những người này, đều là thành viên tinh anh không sợ minh nàng mang từ độc lập châu tới, toàn bộ đều là cường giả hạng nhất, chuyên phụ trách làm việc trong bóng tối. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại phải lấy được chiếc nhẫn này của ta? Nếu như ngươi không nói, hôm nay muốn rời khỏi nơi này cũng không hề dễ dàng đâu thấy thành viên không sợ minh đi tới trong lòng diệp oản oản đã cảm thấy chắc ăn hơn nhìn về phía gã đàn ông gầy gò lạnh giọng quát ồ gã đàn ông gầy gò đảo mắt nhìn đám người không sợ minh chợt lãnh đạm thờ ơ lên tiếng chỉ bằng những người này chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi không coi tụi ta ra gì nghe gã đàn ông gầy gò nói vậy mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh nhất thời giận dữ người của không sợ minh bọn họ, từng có khi nào bị xem thường như vậy. Chuyện này với bọn họ, quả thực là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Lưu cho hắn một cái mạng, đừng đánh chết, Diệp Oản Oản ra lệnh. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản nói dứt câu, thân thể của mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh trước mặt, đã bị đánh bay ngang ra ngoài. Lúc này, gã đàn ông gầy gò thu tay về, lạnh nhạt nhìn Diệp Oản Oản, giao chiếc nhẫn ra đây. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Tên này là loại quái vật gì, lại có thể mạnh đến như vậy. Những thành viên tinh anh không sợ minh do thất tinh và bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ trong vòng mấy giây, đã bị gã ta đánh bay. Minh, Minh Chủ, thực lực người này quá mức mạnh mẽ, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ. Xin Minh Chủ tự mình ra tay, một vị thành viên tinh anh không sợ minh trong đám, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, cung kính khẩn cầu. Tiểu tử, người nhất định phải chết người có mắt như mù người biết vị này là ai không ở trong mắt của những thành viên tinh anh không sợ minh này diệp oản oản là một người không thể bị đánh bại chỉ cần diệp oản oản ra tay gã đàn ông gầy gò kia chắc chắn phải chết diệp oản oản các người con miệng nó đừng xuất hiện ở đây còn hơn nếu như những thành viên tinh anh không sợ minh này không đến cùng lắm nàng bỏ chạy là được rồi hiện tại thì hay rồi đối mặt với gã đàn ông gầy gò đánh thì đánh thôi, nhưng lại không thể bỏ chạy. Trung Quy không thể ở ngay trước mặt đám đàn em của mình mà, bỏ của chạy lấy người, phải không? Chờ một chút. Diệp Oản Oản hắng giọng một cái, nói, à, trong lòng bàn tay ta không giết quỷ vô danh, trước tiên người hãy xưng tên ra. chương 1867, mang rượu tới. Gã đàn ông gầy gò đưa mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, không cần thiết. Diệp Oản Oản, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy nghiêm nghị, nhìn mấy vị thành viên không sợ minh, nói, à, ta có chút khát nước, các người có ai mang theo rượu trên người không? Khát nước, nghe Diệp Oản Oản hỏi, mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh sững cả người. Khát nước không phải là nên uống nước sao, tại sao phải uống rượu? Đó giờ cũng chưa từng nghe nói rượu có thể giải khát nha. Tôi có. Một vị thành viên tinh anh không sợ minh trong đám, lập tức lên tiếng lúc này sắc mặt Diệp oản oản nhất thời trở nên vui mừng vốn là hỏi đại cầu may chưa từng nghĩ lại sẽ thực sự có Diệp oản oản nhận lấy bình nước nhìn chăm chăm gã đàn ông gầy gò cách đó không xa đừng nói ta không cho ngươi cơ hội người bây giờ chạy thoát thân cũng còn kịp Diệp oản oản nếu có thể không uống rượu thì không uống vẫn hơn sau khi say rượu cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng muốn vậy điều kiện tiên quyết là gã đàn ông này phải biết thức thời một chút thấy gã ta thờ ơ không động lòng, Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm thêm, rót thẳng một hớp rượu vào trong miệng. Sau khi dòng chất lỏng kia chảy vào miệng, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, ném thẳng chiếc bình rượu xuống đất đầy bất mãn, ta còn miệng nó muốn uống rượu, người đưa nước cho ta làm cái gì? Nghe lời trách mắng này, thành viên tinh anh không sợ Minh vừa đưa bình nước cho Diệp Oản Oản sững sờ, mặt đầy ủy khuất trả lời, Minh chủ Nhưng ngài nói là ngài khát nước mà, Tôi cảm thấy rượu không thể giải khát, mà vừa vặn tôi cũng có mang theo nước bên người. Diệp Oản Oản, một cái tát này của ta đánh xuống, người có thể lập tức qua đời đấy, có tin không hả? Nhanh, cho ta rượu. Diệp Oản Oản tận lực tiết chế cảm xúc của mình, để cho tâm tình trở nên ôn hòa hơn một chút. Ồ, thành viên tinh anh không sợ mình có chút mộng bước lấy bầu rượu ra, đưa cho Diệp Oản Oản. Các ngươi là đang xem thường ta sao? Giờ phút này trong mắt của gã đàn ông gầy gò, hiện ra hàn ý âm u. Ở thời điểm này, Diệp Oản Oản lại có thể hoàn toàn không nhìn hắn, không coi ai ra gì, đòi nước, đòi rượu của đám thành viên tinh anh không sợ minh. Ngại quá, minh chủ chúng ta đương nhiên là xem thường ngươi. Ngươi thì tính là cái thứ gì, ở trước mặt minh chủ chúng ta, ngươi ngay cả một con run con dế cũng không bằng. Cũng không tự soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình là cái quái gì chỉ bằng ngươi còn muốn được lọt vào mắt của Không Sợ Minh Chủ. Một vị thành viên Không Sợ Minh lạnh giọng cười to. "Diệp Oản Oản, hảo hắn à, xin ngài ngàn vạn lần đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, tôi đây thực sự rất coi trọng ngài." Nhưng mà, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt nàng cũng không thể tỏ ra khiếp đảm chút nào, mà còn phải làm bộ thực sự xem thường gã đàn ông gầy gò kia. Thực sự là vô cùng bất đắc dĩ. Mắt thấy gã đàn ông gầy gò đang nhanh chóng lao về phía mình, Diệp Oản Oản vội vàng mở bầu rượu ra. Nhưng trong nháy mắt khi khui bầu rượu, Diệp Oản Oản hận không thể một cước đem vị thành viên tinh anh không sợ minh kia đá chết tươi. Con miệng nó, rượu đâu? Diệp Oản Oản theo bản năng dốc ngược hồ lô rượu xuống đất, vẫy vẫy, chỉ có vài giọt rỉ ra. Thấy vậy, vị thành viên tinh anh không sợ minh kia như có điều suy nghĩ, nói, ồ, đúng rồi, minh chủ, thật giống như mới vừa nãy tôi đã uống cạn mất rồi. Diệp Oản Oản chẳng lẽ không sợ minh không có lấy nổi một người đáng tin hay sao ta còn nguyện nó vốn không nên để cho bác đầu chọn người sắc mặt diệp oản oản cực kỳ khó coi mắt thấy nam nhân gầy gò đã gần trong gang tấc diệp oản oản dở khóc dở cười thôi xong tèo đến nơi rồi nếu như thực sự không xong vẫn là nên giao chiếc nhẫn cho hắn vậy tiểu tử người ban ngày ban mặt cướp đồ của một cô gái không tốt lắm đâu còn không đợi Diệp Oản Oản giao chiếc nhẫn ra, một thân ảnh áo trắng đã lao vút ra. Nhìn thấy người đàn ông từ đâu lao ra chắn ở trước mặt mình, thần sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc. chương 1868, vô địch thiên hạ. Một mái tóc dài màu bạc tới tận eo, trên mặt mang theo một nụ cười thật hiền hòa. Là ông, sau khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạch kim nọ, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Độc cô cầu bại, Diệp Oản Oản lên tiếng hỏi. Độc Cô Cầu Bại. Diệp Oản Oản dứt lời, ánh mắt của tất cả đám người không sợ Minh, đồng loạt rơi vào trên người ông ta. Con bà nó, cái tên này, cha mẹ ông ta cũng có phần quá kiêu ngạo. Đúng là có chút phách lối. Ở trên thế giới này, lại còn có người tên là Độc Cô Cầu Bại. Coi tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều rồi phải không? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, khuôn mặt người đàn ông nọ ửng đỏ vội vàng xua xua tay cái gì mà độc cô cầu bại. Đừng có nói nhảm, đó là nickname của ta thôi, là nickname, không phải là tên thật, lại nói, độc cô cầu bại đó cũng là chuyện lúc trước rồi, ta cũng đã đổi nickname lại rồi. Người đàn ông tóc bạch kim liền vội vã mở miệng nói. Đổi rồi, Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông tóc trắng, gần như bật thốt lên, đổi thành cái gì? Vô, địch, thiên, hạ, nam nhân tóc bạch kim chậm rãi mở miệng đáp diệp oản oản một đám thành viên tinh anh không sợ minh thế này con miệng nó lại còn là vô địch thiên hạ cái tên này của ông so với độc cô cầu bại còn muốn phách lối hơn có được không vào giờ phút này diệp oản oản quan sát tỉ mỉ người đàn ông tóc bạch kim ban đầu khi mình còn ở tại hoa quốc từng tông phải ông ta trong khi lái xe nhưng mà xe suýt chút nữa đã bị hỏng mà người đàn ông tóc bạch kim này lại không có chuyện gì khi đó chính mình còn tưởng rằng gặp quỷ, nhưng sau đó, vị nam nhân tóc bạch kim này còn từ trong tay đám sát thủ nhiếp linh lung phái tới truy sát nàng, cứu nàng một mạng. Hơn nữa, người đàn ông tóc bạch kim này còn từng đăng lên mạng xã hội rằng mình có một vị đồ nhi gọi là Tiểu Vô Ưu. Diệp Oản oản hoài nghi trong lòng, vị nam nhân tóc bạch kim này có khi nào đang tìm nhiếp Vô Ưu? Và ông ta cũng chính là sư phụ của nàng. Tuy rằng xác suất khá lớn, nhưng ký ức mình còn chưa khôi phục, hết thảy đều không thể xác định chắc chắn. Tiểu tử, ban ngày ban mặt, trốn thanh thiên bạch nhật, ngươi làm ra loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này, thực sự là đáng nhục, thật sự khiến cho người khác khinh thường. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chằm chằm gã đàn ông gầy gò, mở miệng nói. Diệp Oản Oản luôn cảm thấy lời thoại này có gì đó là lạ. Tiểu tử, có ta ở chỗ này, há có thể cho phép ngươi làm vậy? Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, không đi nữa trong khi nói chuyện hàn quang trong mắt của người đàn ông tóc bạch kim chợt lóe lên ta đây liền báo cảnh sát một đám thành viên tinh anh không sợ minh diệp oản oản báo cảnh sát mà còn cần phải làm màu khí thế đến như vậy gã đàn ông gầy gò nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim chân mày hơi hơi nhíu lên là ngươi được núi không chuyển nước chuyển không hẹn gặp lại sau khi đã đàn ông gầy gò quan sát nam nhân tóc bạch kim mấy lần không nói hai lời xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tung mất ảnh. Thấy gã nam tử gầy gò rời đi, người đàn ông tóc bạch kim khẽ mỉm cười, đám người trẻ tuổi thời nay, đúng là sợ bóng sợ gió, không chịu được hù dọa. Ngay cả điện thoại ta cũng đều không mang, hắn còn thật sự cho rằng ta sẽ báo cảnh sát. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn vị nam nhân tóc bạch kim trước mặt này. Gã đàn ông gầy gò rời đi, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ lời cảnh báo của nam nhân tóc bạch kim. Dường như hắn ta có nhận biết người đàn ông tóc bạch kim này mới vừa rồi trước lúc người đàn ông gầy gò rời đi có nói một câu nói là ngươi bây giờ diệp oản oản càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ đối với người đàn ông tóc bạch kim này ông ta rốt cuộc có thân phận gì thực lực của gã đàn ông gầy gò kia mạnh đến kinh người nhưng mà hai người cũng không hề động thủ nam nhân tóc bạch kim chỉ cần dựa vào thân phận của mình đã dọa lui nam tử gầy gò thật khiến cho người khác có chút không thể tưởng tượng nổi. Minh chủ, còn muốn rượu sao? Tôi đi mua. Giờ phút này, một vị thành viên tinh anh không sợ Minh trong đám đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. chương 1869, nếu như tôi là nhiếp vô yêu thì sao? Diệp Oản Oản, không cần đâu, mua cái con miệng ngươi, người cũng đã chạy rồi, còn mua rượu để làm gì? Minh chủ. Người đàn ông tóc bạch kim nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi sững sờ, lúc này mới cau mày hỏi, minh chủ gì cơ? Minh chủ của chỗ nào? Nói cho ông ông cũng không biết, có từng nghe đến Độc Lập Châu chưa, có nghe đến Không Sợ Minh chưa? Hẳn là cũng chưa từng nghe qua về Không Sợ Minh chủ phải không, Thánh Chém Gió. Một vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim một cái, đầy vẻ coi thường. Chém Gió là độc cô cầu bại còn con miệng nó đổi ních thành vô địch thiên hạ đúng thật là một tên thánh chém gió mà các ngươi đi trước đi diệp oản oản hướng về mấy gã thành viên tinh anh không sợ minh xua xua tay vâng nghe diệp oản oản ra lệnh mấy người gật đầu một cái chợt rời đi chờ sau khi mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh kia rời đi diệp oản oản như có điều suy nghĩ nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim không có cách nào xác định được ông ta có đúng thật là sư phụ nhiếp vô ưu hay không? Chỉ tiếc, hiện tại mình hoàn toàn không nhớ nổi lấy một chút. Ồ, không đúng. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cổ quái. Cái gì không đúng, Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Người lại là bạch phong của không sợ minh vốn mất tích nhiều năm. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, tựa hồ có chút khó hiểu. Diệp Oản Oản, bạch phong chẳng qua là bề nổi, thân phận thật sự của mình vẫn là nhiếp vô ưu Vậy xem ra là ta đã lầm, đồ đệ của ta là vô ưu không phải là Bạch Phong. Gã đàn ông tóc bạch kim lầm bẩm trong miệng. Tóc húi của ca Bạch Phong của độc lập châu chính là nhiếp vô ưu chuyện này chỉ có kỳ tu nhiễm và rất ít người biết được. Vô luận là tư dạ hàn, cũng như người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, hoặc thậm chí là nhiếp gia chủ, nhiếp phu nhân, cũng đều không biết. Ông nói rằng, đồ đệ của ông gọi là vô ưu Chẳng lẽ là người của Nhiếp gia độc lập châu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim, mở miệng thăm dò. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, ánh mắt của nam nhân tóc bạch kim rơi vào trên người Diệp Oản Oản, "Đúng vậy, đồ nhi Nhiếp Vô Ưu của ta mất tích nhiều năm. Ta vốn cho rằng là ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta đã nghĩ sai rồi. Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp Vô Ưu, tóc húi cua ca là tóc húi cua ca, hoàn toàn là hai người khác nhau." Ông có chứng cứ gì chứng minh ông là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu? Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, mở miệng hỏi. Bất kể nói thế nào, trước mắt mình vẫn còn chưa khôi phục lại được ký ức. Cho dù người đàn ông này đã cứu mình hai lần, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực chứng minh ông ta là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, Diệp Oản Oản cũng không dám tùy tiện nhận người quen. Từ khi đi đến Độc Lập Châu, có rất nhiều người bày ra đủ loại âm mưu thủ đoạn. Đặc biệt là sau khi nàng lấy lại được chiếc nhẫn này, dường như có một âm mưu càng lớn hơn đang chậm rãi nổi dần lên trên mặt nước. Ngay sau khi làm việc, nàng nhất định phải càng cẩn thận hơn, không thể tùy tùy tiện tiện. Chứng cứ hay không chứng cứ gì, ta nói, phải, là đủ rồi. Nam nhân tóc bạch kim mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói tiếp, cũng không biết ông ta dùng động tác như thế nào, chớp mắt một cái đã tháo chiếc nhẫn trên tay Diệp Oản Oản xuống. Thấy vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại, nhìn ông ta, nhưng cũng không nói thêm gì cả chiếc nhẫn này rất đáng tiền sao nam nhân tóc bạch kim quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn cũng không có gì đặc thù cả phía trên ngay cả một viên kim cương cũng không có thứ phế phẩm này có cái gì hay ho để cướp chứ không bao nhiêu tiền vậy thì hãy trả lại cho tôi đi diệp oản oản cười khanh khách cho ngươi cho ngươi người đàn ông tóc bạch kim đem chiếc nhẫn trả lại cho diệp oản oản thích ông thật không biết chiếc nhẫn này có ích lợi gì diệp oản oản có chút hiếu kỳ hỏi dò thân phận của người đàn ông tóc bạch kim này nhất định là không tầm thường nhưng ngay cả ông ta cũng không biết chiếc nhẫn có giá trị sử dụng gì hừm thật lãng phí thời gian nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái xoay người liền định rời đi khoan đã thấy ông ta định rời đi diệp oản oản mở miệng nói nếu như tôi nói tôi chính là nhiếp vô yêu thì sao chương 1870, quá không đáng tin cậy. Nghe Diệp Oản Oản nói, thân thể người đàn ông tóc bạch kim dừng lại, hướng về Diệp Oản Oản quan sát, người nói cái gì, người là nhiếp vô yêu. Diệp Oản Oản hướng về ông ta, đáp không giống sao. Bây giờ nhìn, đúng là không quá giống. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản, bây giờ không quá giống, chẳng lẽ trước đó nhìn tương đối giống sao? Mình đâu có đi phẫu thuật thẩm mỹ, Thay đổi gương mặt đâu? Ngươi không phải vừa nói ngươi là Bạch Phong của Không Sợ Minh sao, làm sao bây giờ lại nói mình là Nhiếp Vô Ưu? Nam nhân tóc bạch kim mặt đầy vẻ kỳ quái. Cô gái trước mặt này quả thực giống đồ Nhi Nhiếp Vô Ưu của hắn, nhưng lại không có cách nào khẳng định 100%. Tôi là Nhiếp Vô Ưu, Diệp Oản Oản nói. Ngươi là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì ai là Bạch Phong? Chân mày người đàn ông tóc bạch kim khẽ nhướng lên. Bạch Phong cũng là tôi. Diệp Oản Oản trả lời. Ngươi là Bạch Phong, vậy thì nhiếp vô ưu thì sao? Lộn xộn quá đi, ta bị ngươi xoay mỏng mỏng chóng hết cả mặt. Nam nhân tóc Bạch Kim tỏ vẻ không vui. Diệp Oản Oản, người bị quay mỏng mỏng đến choáng váng chơi với, chẳng lẽ không phải là mình sao? Ông không tin, thì thôi vậy. Diệp Oản Oản mở miệng. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là đồ nhi nhiếp vô yêu của ta? Người đàn ông tóc bạch kim chỉ yên lặng trong thoáng chốc, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Vậy ông có chứng cứ gì chứng minh ông chính là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu không?" Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Bởi vì không có chứng cứ xác thực chứng minh người đàn ông tóc bạch kim này chính là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, nên quả thực Diệp Oản Oản có chút dữ kẽ. Cho dù người đàn ông này từng cứu nàng hai lần. "Ta lười tiếp tục cùng ngươi nói nhảm, nếu ngươi nói ngươi là Nhiếp Vô Ưu, ta hỏi ngươi, tại sao ngay cả sư phụ của mình mà ngươi cũng không nhận ra? Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao?" Nam nhân tóc bạch kim hỏi: "Diệp Oản Oản, ông nói ông là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, vậy tại sao ngay cả đồ nhi của mình đều không nhận ra, chẳng lẽ ông cũng mất trí nhớ?" Vị tiểu cô nương này, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. "Được, chờ sau khi ngươi trở về Độc Lập Châu, ngươi có phải là Nhiếp Vô Ưu hay không, ta tự nhiên sẽ có biện pháp lấy được câu trả lời." Nam nhân tóc bạch kim nói xong, đầu cũng không quay lại, xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng sau khi nhìn thấy ông ta rời đi diệp oản oản lại có chút cạn lời người này cũng quá mức không đáng tin cậy đi nếu người đàn ông tóc bạch kim này không biết mình chính là đồ nhi của ông ta nhiếp vô yêu vì sao lại cứu mình hai lần hay là vì ông ta có chút không xác định rõ nên mới làm vậy mà thôi dù sao chính mình và nhiếp vô yêu quả thật nhìn có nhiều nét rất tương đồng với nhau từng có lúc nhiếp vô danh đã đưa ra nhận xét này trong lòng diệp oản oản hết sức tò mò người đàn ông tóc bạch kim này, rốt cục có thân phận gì? Chẳng lẽ, ông ta thật sự là sư phụ mình? Cho dù người này thân là sư phụ của nhiếp vô ưu lại không nhận ra được mình, Diệp Oản Oản cũng không cảm thấy có bất kỳ có chỗ quái gì hay kỳ quái gì. Đừng nói chi là sư phụ, coi như là cha ruột, mẹ ruột của mình, còn cả anh ruột nhiếp vô danh, còn không phải cũng không nhận ra được mình hay sao? Như đã nói qua, chắc hẳn mình từ khi còn rất nhỏ đã đi theo ông ngoại, rất ít chạm mặt với người của Nhiếp gia. Nói không chừng, ông ngoại căn bản không cho phép mình gặp Nhiếp gia chủ và chủ mẫu, thậm chí còn cả Nhiếp vô danh. Nếu đã như vậy, người của Nhiếp gia không nhận ra được nàng, quả thật vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà, sư phụ của mình cũng không nhận ra được mình, thế này có vẻ hơi hơi bị ngu. Không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, một chiếc xe con đã nhanh chóng chạy tới, đậu sát ở ven đường. Một giây kế tiếp, đám người bắt đầu và thất tinh nhanh chóng từ trên xe vọt xuống. Phong tỷ, tỷ gặp cướp sao? Hắn đâu rồi? Để đệ giết chết hắn. chương 1871, trị giá bao nhiêu tiền? Bác đầu là người đầu tiên xông tới bên người Diệp Oản Oản, nhìn quanh bốn phía. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Chờ được hắn tới, người ta đã chạy được tám đời rồi. Phong tỷ, không sao chứ. Một bên, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi thăm. Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, lại có thể có người dám học theo phong cách vô sỉ của không sợ minh chúng ta, đi cướp bóc chấn lột. Đây đúng là đang chặn đường làm ăn của chúng ta mà. Bắt đầu mặt đầy bực tức. Minh chủ, có biết lai lịch đối phương? Giờ phút này, đại trưởng lão tiến lên, mở miệng hỏi thăm khi bọn họ đang theo thập nhất đi điều tra việc thành viên không sợ minh bị tư bá ý bắt nhốt đã nhận được điện thoại nói là minh chủ bị người ta chặn lại ngay cả thành viên tinh anh của không sợ minh cũng đều không giải quyết được sợ rằng kẻ chặn đường minh chủ đến từ độc lập châu chắc là độc lập châu diệp oản oản mở miệng nói nghe diệp oản oản nói vậy tam trưởng lão cao mày trầm tư chỉ chốc lát sau mở miệng nói minh chủ có khả năng sẽ là người của vô thiên hội hay không bọn họ bên này vừa đào hố đẩy tên thủ lĩnh vô thiên hội tư bá ý vào cục cảnh sát nếu như gặp phải sự trả thù của vô thiên hội cũng là hợp tình hợp lý hẳn là không phải diệp oản oản lắc đầu một cái với quy mô của vô thiên hội mà nói hẳn là kém xa vị cường giả kia huống chi ý đồ của người kia hết sức rõ ràng không phải là muốn lấy mạng của nàng mà là nhằm vào chiếc nhẫn nọ cho nên hẳn là không có liên quan gì tới vô thiên hội mới đúng vậy thì kỳ quái minh chủ tôi nghe mấy vị thành viên không sợ minh nói người kia muốn cướp chiếc nhẫn của cô đại trưởng lão nhìn diệp oản oản nói không sai diệp oản oản vô cùng dứt khoát gật đầu thừa nhận minh chủ đó là loại nhẫn gì không biết có tiện cho tôi nhìn xem một chút hay không đại trưởng lão hỏi diệp oản oản cũng không suy nghĩ nhiều đối với đám người đại trưởng lão cũng không cần phải đề phòng lúc này diệp oản oản tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho đại trưởng lão. Thấy vậy, thất tinh và bắt đầu, còn có đám người tam trưởng lão, dối rít vây lại. Chiếc nhẫn trong tay đại trưởng lão, nhìn có vẻ cũ kỹ, không biết là dùng loại chất liệu nào để chế tạo. Quan sát tỉ mỉ, ở phía sau chiếc nhẫn, còn có một cây cỏ nhỏ. Thoạt nhìn, chiếc nhẫn này nói chung là rất bình thường. Người nhìn xong chưa, xem xong đưa cho ta xem một chút. Tam trưởng lão đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Nghe tiếng, đại trưởng lão đem chiếc nhẫn đưa cho tam trưởng lão. Sau khi tam trưởng lão quan sát một lúc lâu, cũng không tìm ra được bất kỳ chỗ khác biệt nào. Tam trưởng lão, tới phiên tôi, đem chiếc nhẫn này giao cho tôi nhìn một chút. Bắt đầu liền vội vàng lên tiếng yêu cầu, đồng thời đưa tay ra. Nhưng mà, tam trưởng lão lại lườm bắt đầu một cái, cũng không phản ứng lại bắt đầu, trực tiếp trả chiếc nhẫn lại cho Diệp Oản Oản. Minh chủ, chiếc nhẫn này, có vẻ rất cũ rồi, hơn nữa, chất liệu tương đối đặc thù, hẳn là tương đối đáng tiền, Tam trưởng lão trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Oản Oản, lên tiếng kết luận. Đáng tiền, trị giá bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Chuyện này khó nói, Tam trưởng lão lắc đầu một cái, hắn cũng không phải là người bán chiếc nhẫn, làm sao biết được nó trị giá bao nhiêu tiền. Vậy, trừ đáng tiền ra, còn có tác dụng nào khác không? Diệp Oản Oản nhìn Tam trưởng lão hỏi. Tác dụng khác? Hẳn chỉ là đáng tiền mà thôi, trừ đáng tiền ra, tôi cũng không nhìn ra có tác dụng gì khác. Tam trưởng lão mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ chiếc nhẫn này còn có tác dụng đặc biệt nào khác? Lúc này, ánh mắt của Diệp Oản oản rơi vào trên người đại trưởng lão. Mọi người đều biết, ở bên trong Không Sở Minh, người học rộng tài cao nhất, kiến thức rộng nhất chính là đại trưởng lão. Có lẽ, đại trưởng lão sẽ biết được công dụng của chiếc nhẫn này chương 1872, điện thoại của tư Dạ Hàn. Minh chủ, tôi cũng không nhìn ra được chiếc nhẫn này có chỗ nào đặc biệt. Nếu như không có ai đi cướp đoạt mà nói, hẳn tôi sẽ cho rằng, chiếc nhẫn này chẳng qua chỉ vẻn vẹn là đồ trang sức mà thôi. Nhưng nếu như là đồ trang sức, làm sao có thể khiến cho cao thủ độc lập châu đến cướp đoạt? Coi như là lấy lại đồ vật trước đây, hẳn cũng không mấy ai dám cướp đồ của không sợ minh chúng ta. Trừ phi, không phải là vì tiền, mà là vì có ý nghĩa đặc biệt gì khác. Đại trưởng lão sau một hồi suy nghĩ, nói với Diệp Oản Oản. Đối với chuyện này, đương nhiên Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Chiếc nhẫn này, tất nhiên có công dụng khác, nhưng... Suốt cục là có tác dụng gì, chuyện này mới là chủ yếu. Nếu như không tra rõ ràng, lưu lại trên người mình, biết đâu sẽ thành một củ khoai lang nóng bỏng tay lúc nào không hay. Đương nhiên, khoai lang bỏng tay chắc hẳn là chỉ khi còn ở tại Hoa Quốc mà thôi diệp oản oản cũng không tin sau khi trở lại độc lập châu chẳng lẽ còn có người dám cướp đồ của nàng minh chủ chờ sau khi trở về độc lập châu tôi sẽ để cho người đem chuyện này điều tra chân tướng rõ ràng nếu như biết được là ai dám cướp nhẫn của minh chủ nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết diệt sạch cả nhà hàn quang trong mắt tam trưởng lão lóe lên từ trước đến giờ chỉ có không sợ minh bọn họ cướp đồ của người khác việc không sợ minh bị người khác cướp vẫn là lần đầu thậm chí, người bị cướp lại còn là không sợ Minh chủ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không sợ Minh bọn họ còn mặt mũi nào lăn lộn tại Độc Lập Châu. Chuyện này, so với việc báo cảnh sát bắt Tư Vô Thiên còn mất mặt hơn. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng không để bụng. Ngược lại, chiếc nhẫn trước mắt vẫn còn đang ở trên tay của mình, gã đàn ông gầy gò kia cũng không cướp đi được. Còn việc có thể điều tra rõ ràng thân phận của gã ta hay không, Diệp Oản Oản cũng không đặt bao nhiêu hy vọng. Nếu gã ta biết được thân phận của nàng, lại không chút kiêng kỵ, dám đến cướp chiếc nhẫn, đã đủ để chứng minh hai điều. Thứ nhất, gã ta đã sớm có sự chuẩn bị chu đáo, coi như là không sợ Minh đem hết toàn lực điều tra, cũng tuyệt đối không tìm ra được hắn. Thứ hai, thế lực sau lưng gã đàn ông gầy gò kia, tuyệt đối không kém gì không sợ Minh, càng không sợ không sợ Minh tìm phiền toái. Cho dù là để cho Tam trưởng lão điều tra ra được, cũng bó tay toàn tập. Cho nên theo Diệp Oản Oản, cha hay không cha, đối với nàng mà nói, căn bản không quan trọng. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp, chung điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tên người gọi đến, bảo bảo yêu thích nhất. Đây là chú thích mà Diệp Oản Oản đặt cho số điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Một bên, sau khi bắt đầu liếc thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, nhất thời trợn to hai mắt, cặp mắt sáng lên, a, a, a. Bảo bảo yêu thích nhất, phong tỷ đặt cho ai cái chú thích xến xúa như vậy. Ai vậy, ai vậy? Thất tinh không hề phản ứng lại bắt đầu, chẳng qua chỉ hơi nheo lại, đưa mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhìn thấy chú thích tên người gọi đến, thần sắc khẽ run. Cái số này, đã rất lâu không sáng lên rồi. Sau một thoáng khẽ bần thần, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhận lấy điện thoại, alo, anh yêu. Cố ý dùng cái số của Hoa Quốc này, hẳn là muốn ám chỉ nàng, anh ta không hề đi độc lập châu, quả cũng đã hao tổn tâm tư một phen. Bắt đầu run lên, vừa nói khe với thất tinh, vừa ói hỏng bét trong lòng, tôi ói mất, âm thanh nũng nịu này của phong tỷ làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi này. Em đang ở đâu, đầu kia điện thoại di động, âm thanh trầm thấp thanh lãnh của tư giả hàn vang lên. Em sao, đương nhiên là ở tại đế đô rồi, sao vậy, Diệp oản oản nháy mắt một cái. Trả lời như thể là chuyện đương nhiên. Nghe được Diệp Oản Oản nói mình đang ở tại Hoa Quốc, âm thanh ở đầu kia của điện thoại di động nhu hòa đi mấy phần, không có việc gì, không nên chạy loạn. Chương 1873, chiếc nhẫn không nên tồn tại. Biết rồi, anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Anh nhìn xem, em ngoan như vậy, sẽ không biết nghe lời hay sao? Yên tâm đi, em sẽ đợi ở trong nước, không chạy loạn. Diệp Oản Oản thề son thề sắt, có trời đất chứng giám. Một bên, Thất Tinh nghe nói như vậy, nhíu mày một cái. Bắt đầu trực tiếp kêu khẽ thành tiếng, miệng nó, "Phong tỷ đây là đang xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói chuẩn bị đi hay sao? Làm sao lại vì một cú điện thoại của gã bạn trai kia, trong nháy mắt đã đổi ý rồi vậy hả? Thế này cũng quá vô liêm sỉ rồi đi." Đối với câu trả lời và thái độ của Diệp Oản Oản, bắt đầu cảm thấy rất là kinh hãi. Thất Tinh thì lại nghĩ, trên người Diệp Oản Oản còn trúng tình cổ nhất định phải mau trở về, nghĩ biện pháp giải cổ độc, tuyệt đối không thể ở lại Hoa Quốc lâu. Vậy mà bây giờ, thì ấy lại vì một gã đàn ông mà định ở lại Hoa Quốc, há chẳng phải là đem mạng của mình ra đùa. Đầu kia điện thoại di động, Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến đối với những lời này. Nhưng sau một hồi suy tư, anh ta đoán rằng hẳn là Diệp Oản Oản cũng không phải là đang nói láo. Dù sao ngày đó, anh cũng đã trấn an nàng xong xuôi nàng cũng không có lý do nào phải quay trở lại độc lập châu. Nghĩ tới đây, tư giả hàn tạm thời an tâm, chờ anh trở về. Ừm, biết rồi, em đây sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, anh phải mau mau trở về với người ta đó nha. Âm thanh diệp oản oản mềm mại như nước, cực kỳ nhu thuận đáp ứng. Bên cạnh, thất tình càng nghe, sắc mặt càng đen lại, nhiều lần muốn mở miệng, can dán nhưng nhịn được. Sau một hồi núng nịu đầy xến xuống, Diệp Oản Oản rốt cuộc cúp điện thoại, ngay sau đó nghiêng đầu dặn dò thất tinh, đặt xong vé máy bay chưa. Thất tinh đang muốn mở miệng nói chuyện, nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, cái gì? Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, tôi đang nói là vé máy bay ngày mai trở về độc lập châu đấy. Thất tinh theo bản năng gật đầu, đã đặt xong. Tốt, vậy là được rồi, ngày mai lên đường. Diệp Oản Oản lên tiếng. Thất tinh có chút sững sờ, Phong tỷ, không phải mới vừa rồi tỷ nói, muốn ở lại Hoa Quốc. Diệp Oản hoàn nhíu mày, liếc nhìn điện thoại di động, lúc dụ dỗ người khác, nói mấy lời thôi mà cậu cũng tin à. Chị đây đang lừa người mà thôi. Thất tinh. Bắt đầu. Kỹ năng diễn xuất của Phong tỷ, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, quả thật là quá cao tay. Còn không phải là bởi vì bình thường nàng mê trai bỏ bạn, thấy trai đẹp là quên sạch sành xanh, nên bọn họ mới lo lắng sao ai ngờ đâu lần này nàng lại kiên định như vậy kháng cự lại mỹ sắc bác đầu ghé vào bên tai thất tinh nhỏ giọng nói tôi biết rồi không phải là phong tỷ đổi tính đâu mà là bởi vì độc lập châu có nhiều trai đẹp hơn thất tinh diệp oản oản lườm bác đầu một cái này thì thà thì thầm cái gì đấy bác đầu vội vàng xua tay không có gì không có gì đúng rồi phong tỷ để muốn hỏi một chút tỷ tỷ và cái gã gia chủ tư gia hoa quốc này chẳng lẽ thật sự đã kết hôn rồi hay sao? Hôn nhân đại sự của minh chủ, dù sao cũng rất là quan trọng. Diệp Oản Oản không thèm để ý bắt đầu, trực tiếp lên xe, bảo bác đầu lái về hướng của chư thần thời đại. Vào giờ phút này, ở nơi nào đó tại đế đô, người đàn ông tóc bạch kim ngồi trên một chiếc xe thương vụ, chân mày nhíu chặt, như đang suy tư cái gì. Không nghĩ tới, lại có thể sẽ là chiếc nhẫn kia, người đàn ông tóc bạch kim lẩm bẩm trong miệng trong mắt hiện ra vẻ quái dị và thần sắc đầy lo lắng. Không có khả năng, chiếc nhẫn kia, từ sau một trận biến cố tại độc lập châu kia, hẳn là đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Tại sao, tinh thần người đàn ông tóc bạch kim hơi có chút bất an? Năm đó, trước khi nhiếp vội yêu còn chưa mất tích, chính mình rõ ràng đã nói với con bé, nhất định không thể cất giữ chiếc nhẫn, nhất định phải tiêu hủy. Mà đồ đệ nhiếp vô ưu cũng ở ngay trước mặt ông, tiêu hủy chiếc nhẫn này rồi mới đúng. Nhưng tại sao, chiếc nhẫn kia vẫn còn đó? Hơn nữa, lại còn ở trên tay của Nhiếp Vô Ưu. Chương 1874, chân tướng khủng bố. Sư phụ, ngài tìm tới chỗ tiểu sư muội sao? Giờ phút này, một cô gái tướng mạo cực kỳ diêm dúa, chậm rãi đi vào bên trong xe thương vụ, hướng về phía người đàn ông tóc bạch kim, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, nam nhân tóc bạch kim khẽ vuốt cằm, không sai. Tiểu sư muội cũng thật là, mới vừa biết cô ấy đi độc lập châu, vốn còn muốn trở về gặp mặt, ngờ đâu cô ấy lại có thể trở lại Hoa Quốc rồi, đúng là ham chơi quá đi mà. Nữ tử yêu mị nhẹ giọng cười một tiếng, "Sư phụ, vậy sư muội đâu rồi?" "Sư muội của ngươi bị mất trí nhớ, ta không nhận nhau với nó." Người đàn ông tóc bạch kim nói. "Hả?" Nữ tử yêu diễm thần sắc cổ quái, như có chút không cách nào hiểu được, "Sư phụ, tại sao ngài lại không nhận tiểu sư muội?" hiện giờ không phải lúc người đàn ông tóc bạch kim lắc đầu một cái tiểu sư muội người trước đã đi độc lập châu nhưng rõ ràng là ở trong trạng thái mất trí nhớ không biết tại sao lại vẫn trở thành không sợ minh chủ a à, nữ tử yêu diễm khẽ mỉm cười sư phụ chuyện này còn cần phải hỏi sao toàn bộ độc lập châu mặc dù người biết tiểu sư muội nhiếp vô ưu là bạch phong không được mấy người nhưng coi như không nhiều lại chắc chắn có kỷ hoàng trong số đó không cần suy nghĩ cũng biết là kỳ hoàng nhận ra tiểu sư muội nhưng kỳ hoàng giúp tiểu sư muội khôi phục lại thân phận của nhiếp vô ưu không dễ dàng vì dù sao hiện tại nhiếp gia cũng có một con ả nhiếp vô ưu giả nhưng giúp tiểu sư muội khôi phục thân phận của không sợ minh chủ hẳn là không thành vấn đề hơn nữa sư phụ ngài cũng không phải không biết tiểu sư muội một khi uống rượu say ta dám khẳng định tiểu sư muội nhất định đã từng uống say lúc đang ở trong không sợ minh nghe lời nói này người đàn ông tóc bạch kim khẽ mỉm cười, phảng phất như đang nhớ lại năm đó. Quả thực, vị tiểu đồ nhi đó của ông ta, một khi uống rượu, coi như là mất trí nhớ, chỉ sợ cũng không ngăn được sức mạnh khủng bố trong cơ thể. Bất quá, vội yêu bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ, làm sao người biết sau khi con bé uống rượu còn có thể giống như lúc trước được. Nam nhân tóc bạch kim nhìn về phía nữ nhân diêm rúa. Nữ nhân khẽ mỉm cười, trước đó từng gặp kỳ hoàng một lần, kỳ hoàng đem ngọn nguồn đều nói cho ta biết, thì ra là như vậy. nam nhân tóc bạch kim như có điều suy nghĩ, nói như vậy, chuyện kia liền có thể giải thích thông suốt được rồi. nếu như không phải là nhiếp vô ưu uống rượu bại lộ bản tính, muốn để cho không sợ minh hoàn toàn tin nàng là bạch phong, căn bản là không có khả năng. đặc biệt là mấy vị trưởng lão không sợ minh kia, ai nấy đều là dạng người đầy khôn khéo, trong đầu có sỏi, muốn lừa bịp bọn họ, căn bản là không hề khả thi chút nào sư phụ không bằng chúng ta tìm tiểu sư muội đi ta nhớ cô ấy đến chết mất nữ nhân diêm rúa có chút nôn nao nhưng mà người đàn ông tóc bạch kim lại lắc đầu một cái ký ức của nhiếp vô yêu vẫn là nên dựa vào chính mình tìm về vẫn tốt hơn hơn nữa nếu như nhận nhau ông biết giải thích với nhiếp vô yêu như thế nào trước khi nàng mất trí nhớ rốt cục đã xảy ra chuyện gì chuyện kia đối với nhiếp vô yêu mà nói quả thực là quá mức tàn khốc thậm chí là sống không bằng chết. Nếu như Nhiếp Vô Ưu không có cách nào tiếp nhận, cũng hoặc là không muốn nhớ lại, đó chính là tâm ma vĩnh viễn của nàng. Sư phụ, ngài lo lắng về chuyện kia, thấy nam nhân tóc bạch kim không có biểu thị, nữ tử yêu mị hồ nghi hỏi. Không sai, nam nhân tóc bạch kim than khẽ, nếu như nhận nhau, ta sẽ đem hết thảy mọi chuyện nói cho con bé biết, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc. Nữ tử yêu mị yên lặng chốc lát, chật thở dài ta biết tiểu sư muội tự trách nhưng chuyện kia tiểu sư muội cũng không sai cô ấy cũng không phải cố ý nữ tử yêu mị nhớ mang máng nhiều năm trước nhiếp vô yêu gọi cho cô và sư phụ một cuộc gọi video lúc đó trạng thái của nàng sống không bằng chết cũng không phải nói là nhiếp vô yêu quá mức yếu ớt mà ngược lại nhiếp vô yêu đã đủ kiên cường nhưng bất luận kẻ nào gặp phải loại chuyện đó vô luận nam hay nữ sợ rằng cũng không có dũng khí tiếp tục sống trên cõi đời này. Mãi đến cuối cùng, nhiếp vội yêu bị người ta truy sát, đợi được sau khi cô và sư phụ chạy tới, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông, đem nhiếp vội yêu dẫn ra khỏi độc lập châu. chương 1875, tiêu sái lắm. Chỉ bất quá, không thấy rõ được tướng mạo của người đàn ông kia mà thôi. Sau đó, nam nhân tóc bạch kim nhận được tin tức, lúc này mới đi tới Hoa Quốc truy xét tung tích của nhiếp vô yêu theo nữ tử yêu mị sư phụ không nguyện ý nhận nhau với tiểu sư muội chỉ sợ cũng là bởi vì sư phụ quá mức cưng chiều tiểu sư muội nếu như tiểu sư muội truy hỏi sư phụ chỉ sợ không kiềm lòng được đến lúc đó nói thẳng ra một khi tiểu sư muội biết được chân tướng hậu quả khó mà lường được sư phụ vậy chẳng lẽ chúng ta để mặc tiểu sư muội sao nữ tử yêu mị nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim thần sắc hơi có chút khó hiểu thật vất vả mới xác nhận được thân phận của tiểu sư muội hơn nữa còn tìm được tiểu sư muội chẳng lẽ không đi nhận nhau nghe câu hỏi này người đàn ông tóc bạch kim sau khi im lặng một lát mới nhìn về phía nữ tử yêu mị cần gì phải quản chứ tiểu sư muội người hiện tại không phải là đang tiêu xài lắm hay sao không sợ minh chủ bên người có một đống lớn cường giả bảo hộ nữ tử yêu mị suy nghĩ kỹ một chút dường như cũng là đạo lý này vậy sư phụ chúng ta lúc nào mới có thể cùng nhận nhau với tiểu sư muội chứ nữ tử yêu mị mở miệng hỏi vẫn là chờ đến khi vội yêu khôi phục lại ký ức đi nam nhân tóc bạch kim thở dài một tiếng vào giờ phút này bác đầu vừa lái xe vừa liếc nhìn diệp oản oản ở phía sau phong tỷ chiếc nhẫn kia của tỷ suốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền vậy lo lái xe đi đừng nhìn tôi diệp oản oản lườm bắt đầu một cái ơ ờ, bất đắc dĩ Bắt đầu chỉ có thể chuyên tâm lái xe, không dám tiếp tục nhìn về phía sau lưng nữa. Thành viên Không Sợ Minh bị Tư Bá Ý bắt làm tù binh, đã tìm được chưa? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người đại trưởng lão và Thất Tinh ở bên cạnh, mở miệng hỏi. "Vâng, đã tìm được." Thất Tinh mặt không cảm xúc, khẽ vuốt cằm đáp. "Phong Tỷ, Không Sợ Minh chúng ta, trước đó có tổng cộng hơn 20 người bị Vô Thiên hội bắt làm tù binh." hiện tại chỉ còn lại 11 người thôi, hích, bất quá, chúng ta đã báo cảnh sát bắt tư bá ý, còn có hơn chục gã thành viên của vô thiên hội, tính ra cũng không thua thiệt, cũng coi như đã báo được thù. Bác đầu vội vã góp lời. Nghe bác đầu nói vậy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tam trưởng lão trợn mắt nhìn bắt đầu. Có thể con miệng nó đừng có nhắc lại chuyện báo cảnh sát được không? Phong tỷ, tỷ nói xem, tại Hoa Quốc, chúng ta báo cảnh sát bắt tư bá ý. Có phải là có chút? Quá mất mặt hay không? Nếu như truyền tới độc lập châu, thế lực khác đều biết chúng ta thích báo cảnh sát. Vậy thì mặt mũi của chúng ta biết để ở nơi nào?" Bác Đầu nói. "Tam trưởng lão." Nghe Bác Đầu nói vậy, Diệp Oản oản lườm Bác Đầu một cái, "Có gì mất mặt chứ? Là tư bá ý không biết xấu hổ, sử dụng súng đạn trước. Sau đó chúng ta báo cảnh sát, cũng là dùng tay không báo cảnh sát, không hề dùng vũ khí." "À, đúng là có đạo lý này, nhưng không thể sử dụng súng ống là quy định của độc lập châu. Tại quốc gia khác, người độc lập châu cũng không bị ràng buộc bởi nhiều quy củ như vậy. Bắt đầu nói, cậu nói không sai, từ bà ý đến Hoa Quốc cũng không có nhiều quy củ như vậy, chúng ta dựa vào cái gì phải quan tâm quy củ của độc lập châu chứ? Hiện tại chúng ta đang ở tại Hoa Quốc, là quốc gia có hiến pháp và pháp luật. Diệp Oản Oản nói, tam trưởng lão, nghĩ như vậy, cũng thật sự là hợp lý quá đi. Thất tinh, ừm, bắt đầu có đạo lý, đệ phục rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người một vòng. Lúc ở Độc Lập Châu, đi ăn cướp của người khác thì không ngại mất mặt, hiện tại lại đánh giám nhiều như thế, thật là sống lâu mới thấy. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Diệp Oản Oản, bắt đầu dừng xe ở trước cửa chư thần thời đại. Diệp Tổng Trường 1876, bạn trai của nữ thần cậu. Trước cửa chư thần thời đại, nhân viên thấy đoàn người diệp oản oản bỗng nhiên xuất hiện mặt đầy vẻ kinh ngạc lập tức ra nghênh đón kính chào diệp tổng chào cô diệp oản oản hướng về phía nhân viên khẽ mỉm cười thấy vậy nhân viên tựa như nằm mơ mặt đầy vẻ thụ sủng nhược kinh trước mắt diệp oản oản chính là boss hàng đầu của công ty tinh thần đấy coi như là những siêu sao tầm cỡ quốc tế muốn gặp được diệp oản oản cũng khó khăn vạn phần không phải cứ muốn gặp là có thể gặp diệp tổng có ở đây không diệp oản oản mở miệng hỏi a à, ngài không phải là diệp tổng sao nhân viên hơi xứng sờ bật thốt lên nhưng nghĩ lại mới nhận ra mình nói sai lập tức sửa lại lời nói ồ ý ngài nói là diệp tổng diệp mộ phàm có 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 tôi dẫn ngài đi được diệp oản oản gật đầu rất nhanh diệp oản oản ở dưới sự dẫn đường của cô nàng nhân viên kia đi tới phòng ăn của chư thần thời đại giờ phút này trừ diệp mộ phàm ra, còn có Giang Yên Nhiên, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, thậm chí còn có cả sở phong đã rất lâu không gặp. Mấy người đang ngồi cùng một bàn, ăn đồ ăn của công ty. Con bà nó, Diệp ca. Cung Húc là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Oản Oản, đầy kích động, trong nháy mắt đứng bật dậy. Oản Oản, sao em lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp mộ phàm lập tức đặt chiếc móng heo đang gặm dở Giang xuống, theo bản năng đem mỡ heo trên tay xoa xoa lên người miệng nó bộ đồ mới lão tử vừa bỏ ra số tiền lớn để mua nhìn lớp mỡ heo dính đầy trên người mình mặt diệp mộ phàm cứ như thể mới vừa ăn phân xong diệp oản oản lớp mỡ heo kia không phải mới một giây trước anh tự chùi lên người mình sao ăn chung đi giờ phút này bắt đầu nghênh ngang đi lên trước không coi ai ra gì ngồi ở bên cạnh giang yên nhiên chào cậu hình như chỗ này là chỗ ngồi của tôi sở phong bị đẩy ra nhìn chằm chằm bắt đầu mặt đầy mộng bức mắt thấy là người do diệp oản oản mang tới sở phong cũng không tiện phát tác cái gì mà chỗ của cậu chỗ của tôi chứ cũng không có viết tên ngươi tiểu tử thật không có mắt mà đi 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 chuyển sang nơi khác ngồi đi đúng không nữ thần trong lúc nói chuyện bắt đầu nhìn về phía giang yên nhiên ở bên cạnh giang yên nhiên oản oản tỉ một đầy mộng bức sở phong lập tức nhìn về phía diệp oản oản đây là có chuyện gì vậy? Bắt đầu, lúc này, Diệp Oản Oản không vui lường bắt đầu một cái. Sở phong người ta là bạn trai chính quy của Giang Yên Nhiên đấy, hai người đều đã sắp đính hôn, cậu ta còn ở nơi này xem náo nhiệt gì chứ? Không đợi bắt đầu mở miệng nói gì, thất tinh mặt không cảm xúc đi tới trước người bắt đầu, một tay kéo bắt đầu lên, chợt lãnh đạm nhìn về phía sở phong, mời ngồi. Sau khi sở phong ngồi xuống, vẫn không phục hồi lại tinh thần, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Chửi thề một tiếng, lão thất, người còn miệng nó còn là con người sao, người lại có thể chia rẽ ta và nữ thần của ta. Người nói đi, người có phải là vừa ý nữ thần ta rồi hay không? Bị thất tinh kéo lên, bắt đầu mặt đầy oán niệm, lầu bầu trở mặt. Bắt đầu, vị này là Sở Phong, bạn trai của Giang Yên Nhiên. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể nói thật. Nghe Diệp Oản Oản giới thiệu, bắt đầu nhìn chằm chằm Sở Phong, mặt đầy kinh ngạc khó tin con bà nó không có khả năng chuyện này làm sao có thể tiểu tử ngươi lên đây ta thách đấu với ngươi chúng ta tới ký hiệp nghị sinh tử nghe tiếng khóe miệng sở phong co rúm lại dường như không quá nguyện ý phản ứng lại bắt đầu con bà nó tiểu tử cậu con miệng nó có thể ngừng một chút hay không yên nhiên người ta đều nhanh đính hôn cậu còn náo cái gì đây diệp mộ phàm trợn mắt lườm bắt đầu một cái Chương 1877, tôi theo phong cách mạnh mẽ. Tôi bất kể, tôi không đồng ý, tiểu lão để cung hút, giúp tôi đánh hắn. Lúc này, ánh mắt của bác đầu rơi vào cái người đang ăn dưa. Cung húc. A, à, bác ca, tôi, cung hút mặt đầy khó xử. Hắn cũng có quen biết với Sở Phong, làm sao có thể ra tay đánh người ta. Huống chi, Sở Phong cũng không làm gì sai cả. Hừ, cậu có thể có tiền đồ một chút được không? Giờ phút này ánh mắt thất tinh, rơi vào trên người bắt đầu. Đúng thế, bác ca, chính là bởi vì, chân trời nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một đóa hoa chứ. Có câu nói rất hay, yêu làm chi để dành tiền uống rượu, sống cô đơn cho gái nó thèm. Cung húc nhìn bắt đầu, lại nha lại nhài. Đừng để ý đến cậu ta, tính cậu ta là vậy đó, từ từ mọi người sẽ quen thôi. Mặt Diệp oản oản đầy vẻ lúng túng, Hoàn hoàn tỷ, không sao, tôi đã sớm quen rồi. Sở phong khẽ mỉm cười. Bây giờ, người theo đuổi giang yên nhiên quá nhiều, cậu ta đã sớm thành thói quen. Bắt đầu cũng còn đỡ, bên ngoài còn có người cuồng hơn cả hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, phải đối xử thật tốt với nữ thần của ta. Nếu như sau này dám khi dễ nữ thần của ta, ta sẽ khiến cho ngươi triệt để thấu hiểu bốn chữ. Bắt đầu nhìn chằm chằm sở phong, cắn răng nghiến lợi bốn chữ nào, cung hút bật thốt lên. Đoạn, tử, tuyệt, tôn, bắt đầu gần từng chữ. Nói xong, bắt đầu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản, Oản Oản tỷ. Đệ thất tình, Diệp Oản Oản, người còn miệng nó từng yêu sao? Bác ca, tôi biết mấy cô em, phóc người xinh đẹp, cung hút đi tới bên cạnh bắt đầu, thấp giọng nói. Ồ, nghe cung hút nói vậy, con người bắt đầu sáng rực lên. Bác ca, hay là anh dạy tôi vài chiêu đi. Nhờ có mối quan hệ với Diệp Ca, tôi may mắn ký được hợp đồng với tinh thần giải trí, chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút, cuối cùng cho rằng phong cách mạnh mẽ rất phù hợp với mình. Hay là khi nào rảnh Bắc Ca tới nhà của tôi chơi, chúng ta cùng trao đổi nghiêm túc về hướng đi này. Cung hút mặt đầy nghiêm trang. Được, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy cậu rất thích hợp với phong cách mạnh mẽ. À, hay cậu gọi luôn mấy cô em kia tới luôn đi buổi tối tôi đến nhà cậu cùng nhau thảo luận một chút bắt đầu tỏ vẻ suy tư diệp oản oản đủ rồi đấy không phải là mới vừa thất tình sao vâng tôi cũng cảm thấy hợp lý cung húc khẽ mỉm cười chợt nhìn về phía diệp oản oản diệp ca tôi và mấy em gái kia không có quan hệ gì chỉ là quen biết sơ mà thôi tôi đây chủ yếu là vì muốn giới thiệu cho bác ca không có suy nghĩ gì khác lúc này bắt đầu cũng nhìn về phía Diệp Oản Oản, bởi vậy. Lãng tử với trái tim vỡ vụn, ngày sau còn có thể yêu ai? Đệ nghĩ kỹ rồi, sau này đệ sẽ làm một chàng lãng tử vô tình, không yêu thì làm sao mà đau khổ cho được. Diệp Oản Oản, có thể gọi bảo vệ tới lôi hai gã ngốc này ra ngoài được hay không? Đã sắp không chịu nổi rồi, có được không? Không được đi, giờ phút này, thất tinh nhìn về phía bắt đầu, khẽ nhíu mày. Tại sao, Tôi phải giúp lão để cung húc tạo dựng nên hình tượng một nam tử hán mạnh mẽ đấy." Bác đầu nói. "Đúng vậy, đúng vậy, tại sao lại không cho bác ca của tôi đi?" Cung húc cũng vội vàng góp lời. Thất Tinh không mở miệng, lạnh lùng nhìn về phía Cung Húc. "À, thật ra thì tôi cảm thấy phong cách hiện tại của tôi ổn vô cùng. Không nhất định phải đổi phong cách, bác ca, nếu như anh không có thời gian, cũng không cần tới đâu." Cung Húc mặt đầy nghiêm túc. "Không thể không nói." ánh mắt kia của thất tinh, quả thực là có chút quá dọa người rồi. Chúng ta đã sắp phải đi rồi, cậu đừng có chạy lung tung, gây rắc rối nữa. Cuối cùng, sau khi thất tinh hướng về bắt đầu bỏ lại những lời này, cũng không lên tiếng nữa. chương 1878, đền cho đệ một người bạn gái. Đi, đi đâu? Nghe nói đám người bắt đầu bọn họ phải rời đi, cung hút liền vội vàng hỏi thăm. Đi phương xa, bắt đầu thở dài một tiếng, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể ở lại Hoa Quốc, mỗi ngày cùng Cung Húc đi ăn chơi đàn đúm, cũng không tệ nha. vậy lúc nào thì trở lại? Mặt Cung Húc đầy vẻ không vui, ước chừng khoảng mùa đông, bác đầu nói. bác ca anh thế này có chút quá qua loa lấy lệ. khéo miệng Cung Húc hơi co rúm lại, lại còn hẹn gặp lại vào mùa đông cơ đấy. còn không đợi Cung Húc tiếp tục nói nhảm, liền bị lạc thần kéo sang một bên đúng rồi điều tra diêu giai văn bên kia thế nào rồi diệp oản oản đẩy diệp mộ phàm sang một bên tự mình ngồi xuống cái con điếm đó cái đồ bạch nhãn lang diệp mộ phàm đặt chiếc móng heo đang gặm dở xuống lạnh giọng cười nhạt đều đã điều tra rõ ràng nuốt riêng khoản tiền lớn của công ty phạm tội kinh tế đã bị bắt lại anh thấy không bị giam mấy chục năm cũng đừng mong được thả ra tiện nghi cho cô ta rồi hàn thiên vũ cười nói cũng coi như là trừng phạt đúng người đúng tội đi. Giang Yên Nhiên nói, ban đầu, Diêu Giai Văn đem hết thảy tội danh đẩy tới trên người Diệp Oản Oản, chính mình nuốt riêng số tiền lớn của công ty, còn nặn ra một hình tượng nhân vật vĩ đại, không sợ gian khổ, dẫn dắt chư thần thời đại thoát khỏi cảnh khó khăn. Nghĩ tới đã khiến người ta muốn nôn mửa rồi. Cũng còn may sau đó Diệp Oản Oản trở về, khiến cho hình tượng của Diêu Giai Văn hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa còn bị báo ứng thích đáng. Diêu Giai Văn bị bắt, theo diệp oản oản chính là chuyện đương nhiên cũng không cần để ý hoàng thiên giải trí bên đó như thế nào rồi diệp oản oản nhìn về phía diệp mộ phàm anh đã thống nhất hoàng thiên giải trí và chư thần thời đại nghệ sĩ hoàng thiên giải trí tương đối nhiều bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn chính là mấy người nhóm hàn thiên vũ đợi sau khi bọn họ trở thành siêu sao quốc tế rồi hẵng suy nghĩ cho những nghệ sĩ khác đi diệp mộ phàm nói ha ha đúng vậy chỗ béo bở không cho người ngoài là đúng rồi. Diệp ca ca của tôi chính là lão bản của công ty tinh thần đấy. Trước đó, tôi nằm mơ đều không nghĩ tới có thể ký hợp đồng cùng tinh thần giải trí. Sẽ được gặp rất nhiều thần tượng đó nha, yêu Diệp ca ca quá đi mất. Cung hút cười nói. Đúng vậy, một bên, Hàn Thiên Vũ khẽ vuốt cằm. Loại công ty giải trí quốc tế như tinh thần, không phải ai muốn ký hợp đồng là ký được đâu. Bọn họ nắm giữ quá nhiều tài nguyên phong phú, chỉ cần tinh thần giải trí nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng đào tạo thành nghệ sĩ hàng đầu, thành siêu sao cấp quốc tế. Chỉ cần chính bọn họ không tự triệt con đường của mình, cũng sẽ không thành vấn đề. Diệp ca, cảm ơn cô. Một bên, lạc thần nhìn chăm chăm Diệp oản oản, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu cảm ơn. Thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào biểu đạt được tấm lòng cảm kích của cậu ta đối với Diệp oản oản. Nếu như không có Diệp oản oản, hiện tại cậu ta thì tính là cái gì làm sao muốn chơi lớn sao trong mắt diệp oản oản hàm chứa nụ cười hướng về lạc thần hỏi không phải lạc thần lắc đầu một cái oản oản không có cậu sẽ không có mọi người như hiện tại giang yên nhiên nhìn về phía diệp oản oản nói đời này của nàng gặp được quý nhân lớn nhất chính là diệp oản oản từ lúc còn ở trường diệp oản oản đã giúp nàng rất nhiều thật sự là rất rất nhiều Oản oản tỷ, tôi cũng rất cảm kích cô. Nếu như không có cô, tôi cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với yên nhiên. Sở phong cũng góp lời. Cái gì? Nghe tiếng, bắt đầu nhất thời sướng sờ, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp oản oản, oản oản tỷ. Sao tỷ lại đem nữ thần của đệ giới thiệu cho tiểu tử này? Không biết đâu, tỷ bắt đền đi. Đền cho đệ một nữ thần khác, đền cho đệ một người bạn gái. Diệp oản oản lường bắt đầu một cái, đi qua đây, để tôi đích thân đền cho cậu một trận. Bắt đầu. Chương 1879, cho anh vị trí. Rất nhanh, Diệp Oản oản hướng về Diệp Mộ phàm nói, cha mẹ gọi điện thoại cho em, bảo chúng ta mấy ngày này rảnh thì về nhà ăn cơm. Anh thừa dịp này có nhiều thời gian, cố gắng tiếp xúc nhiều một chút với đám người Chu tổng của tinh thần giải trí. Em đã chào hỏi rồi, tinh thần giải trí sẽ hợp tác chặt chẽ với Chư thần thời đại. Con bà nó có thật không? Vậy thì quá đã, Diệp Mộ phàm mặt đầy kích động. Trước đó, Tinh Thần Giải Trí chỉ hơi hơi cho Chư Thần Thời Đại một chút tài nguyên, đã lập tức giúp cho Chư Thần Thời Đại và Hoàng Thiên Giải Trí phát triển lên một tầm cao mới. Nếu như lại còn là hợp tác chặt chẽ, quả thật đúng là không dám nghĩ tới. Bất quá, nghĩ cũng đúng, Diệp Oản oản là lão bản của công ty Tinh Thần, vậy Diệp Mộ phàm hắn, tại Tinh Thần Giải Trí, dù ít dù nhiều cũng có thể coi như là một nửa lãnh đạo rồi đi vốn chính là người một nhà, những thứ, nước phù sa, này, đương nhiên là phải để lại cho, ruộng nhà, rồi. Em gái ngoan, bỗng nhiên, Diệp Mộ phàm hướng về Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ lấy lòng. Dưới con mắt của mọi người, biểu hiện của Diệp Mộ phàm giả vô cùng giả, y như một con cún đang quẫy đuôi. Có rắm thì mau phóng, Diệp Oản Oản lườm Diệp Mộ phàm một cái. Cái gã Diệp Mộ Phàm này khẳng định là không có chuyện gì tốt. Ha 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 diệp mộ phàm cười nói em gái ngoan em thế này cũng quá thô lỗ đừng như vậy không nói thì đi đây diệp oản oản nói đừng đừng mà anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện anh cảm thấy cần phải nói với em một chút diệp mộ phàm nói em cảm thấy năng lực của anh thế nào nghe vậy diệp oản oản sững sờ không hiểu tại sao diệp mộ phàm lại đột nhiên hỏi cái này tạm được diệp oản oản trả lời đúng sự thật em gái em còn nhớ không lần trước tại chu niên khánh điển của tinh thần giải trí em đã bãi nhiệm một người phụ trách chi nhánh của tinh thần giải trí diệp mộ phàm cười nói còn nhớ diệp oản oản được diệp mộ phàm nhắc nhở mới nhớ lại người bị bãi nhiệm chính là ông nội của thiệu hành người phụ trách một trong ba chi nhánh lớn của tinh thần giải trí em gái ngoan em xem anh cảm thấy với năng lực của anh hoàn toàn có thể đi đảm nhiệm vị trí người phụ trách vốn bị em bãi miễn Hiện tại Hoàng Thiên giải trí và chư thần thời đại đã thống nhất, đang bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Thêm vào đó, chúng ta lại sắp cùng hợp tác chặt chẽ với tinh thần giải trí. Vậy không bằng đem vị trí người phụ trách còn chống đó giao lại cho anh. Như vậy các bên đều có lợi, Diệp Mộ Phàm vội vàng nói. Hắn đã ao ước vị trí này từ rất lâu, nhưng lại cũng không dám mở miệng. Nghe tiếng, Diệp oản oản như có điều suy nghĩ. Thật ra thì, bằng vào năng lực hiện tại của Diệp Mộ Phàm mà nói, đích xác là có thể đảm nhiệm, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, bất kể như thế nào, công ty tinh thần dù sao vẫn là sản nghiệp thuộc về nhị trưởng lão. Lúc này, Diệp Oản Oản đi vào phòng vệ sinh một chuyến, gọi điện thoại cho nhị trưởng lão. Minh chủ, mặc dù công ty tinh thần là sản nghiệp của tôi, nhưng nói trắng ra là sản nghiệp thuộc về không sợ Minh. Tài chính khởi nghiệp ban đầu cũng là Minh chủ phê chuẩn cho tôi. Nguyên chủ muốn như thế nào cũng được, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Đầu kia điện thoại, nhị trưởng lão cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm thử việc 3 tháng. Con bà nó, em gái ngoan, ca ca đãi em một bữa tiệc lớn, a ah ha ah ah ha ah. ha. Diệp Mộ Phàm hơi có chút đắc ý, vênh váo. Sau khi giao phó mấy câu, Diệp Oản Oản liền dẫn đám người bắt đầu và thất tinh, rời khỏi chư thần thời đại. Kim Đô Bích Hải Khoảng thời gian này, rất nhiều vấn đề hỗn loạn của Diệp ra rốt cuộc dần dần lắng xuống. Lương Uyển Quân làm một bàn đầy thức ăn, Diệp Ngộ Phàm cũng tự mình xuống bếp, chỗ tài làm vài món. Cả nhà có một buổi quây quần đầy hiếm hoi cùng nhau. Mẹ, để con giúp mẹ. chương 1880, chẳng lẽ con gái anh còn không xứng với hắn? Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng bếp, liền bị Lương Uyển Quân đuổi ra ngoài, thôi, không cần đâu, phòng bếp dầu mỡ, dơ giấy, con ra ghế salon mà chờ. Trên bàn trà có trái cây, con ra ăn đi, những thứ này để cho anh con làm là được rồi. Mang khăn choàng làm bếp, Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, con gái con lứa, làm sao có thể làm những việc nặng này được, để đó anh làm cho. Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận số phận bị đuổi ra ghế salon ngồi. Diệp Hiệu Đình cả đêm như có gì muốn nói rồi lại thôi, lúc này ho nhẹ một tiếng, ngồi vào bên cạnh con gái, mở miệng hỏi dò, oản oản, tiểu cửu, cậu ta. Khục, ý cha nói, là tư tổng sao rồi? Sao gần đây không thấy cậu ta đâu? Bạn trai của con gái nhà mình, lại là tổng giám đốc tập đoàn tư thị. Cho tới bây giờ, Diệp Thiệu Đình vẫn cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Diệp oản oản cắn trái táo, mở miệng đáp, gần đây anh ấy rất bận rộn, không ở trong nước, mai mốt có gì để con dẫn ảnh về nha ha. Diệp Thiệu Đình giàu dĩ thở dài, cái đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy mà lại có thể lừa gạt chúng ta. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đáp, cha, con cũng không lừa gạt mọi người mà, chẳng phải đúng là anh ấy làm việc ở tập đoàn tư thị sao. Diệp Thiệu Đình bất đắc dĩ nhìn con gái một cái, con đó cũng không biết là con giống ai nữa, lá gan càng ngày càng lớn. Đó là đương nhiên, cha nghĩ mà xem, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Diệp Oản Oản vội vàng vuốt mông ngựa, xem con kia cái anh chàng tư tổng đó quyền cao chức trọng cậu ta có nghiêm túc trong chuyện tình cảm với con hay không lương uyển quân lo lắng hỏi nghe tiếng diệp thiệu đình trợn mắt nhìn lương uyển quân một cái em xem em nói cái gì vậy con gái anh có thân phận gì chưa nói tới chư thần thời đại và hoàng thiên giải trí thì con bé còn là boss của công ty tinh thần chẳng lẽ còn không xứng với cái gã tư dạ hàn đó sao đùa dạ 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 anh nói có lý Lương Uyển Quân khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản nhìn một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, thần sắc hơi khựng lại một chút. Cho dù là đã biết chân tướng thân thế của mình, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy có chút xa cách về tình cảm đối với cha mẹ ở Diệp gia cũng như Diệp Mộ phàm cả. Bọn họ đã lấp đầy một khoảng trống vô hình về tình cảm gia đình, đem lại cho nàng một cảm giác thật ấm áp. Trước đó, nàng đã âm thầm để cho người đi điều tra về Diệp Oản Oản biết được Diệp Oản Oản, chân chính, đã bỏ mình trong đợt khủng bố năm đó. Thật ra thì nàng cũng có chút do dự, không biết có nên nói cho bọn họ biết chân tướng hay không. Nhưng một phần, trước mắt nàng cũng không xác định rõ ngọn nguồn sự tình, không biết giải thích như thế nào. Mặt khác, nàng thật sự lo lắng cho bọn họ, sợ là bọn họ sẽ không tiếp nhận nổi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao nàng cũng đã thay thế thân phận của Diệp Oản Hoàn. Xuất phát từ sự ái náy, và cả trách nhiệm, còn có sự ấm áp mà bọn họ mang lại cho nàng. Cho dù cũng không phải là Diệp Oản Oản chân chính, nhưng nàng cũng sẽ nhất định bảo vệ Diệp ra cẩn thận, đảm bảo cho bọn họ sống hạnh phúc sung túc suốt một đời. Lúc này, Diệp mộ phàm vỉnh tay lên, vội vã tới sát bên cạnh hóng, trong tay còn cầm cái vá bới cơm, cái gì? Bận rộn công việc, cho dù có bận rộn công tác đi nữa, nhưng có quan trọng bằng bạn gái hay không? Oản Oản à, anh nói cho em biết, em ngàn vạn lần chứa tin mấy cái lý do lý chấu kiểu bận rộn công việc như vậy nhất định phải để ý thật kỹ hắn ta tránh cho hắn phạm sai lầm ở bên ngoài chẳng thà tin rằng trên đời này có quỷ cũng đừng tin những lời ngọt ngào trong miệng lũ đàn ông diệp oản oản nghe vậy sạm mặt lại thôi cho em xin anh cũng là đàn ông đấy lại đi nói về cánh đàn ông như vậy sao cho nên còn không phải là ngày mai em sẽ đi tìm anh ấy hay sao diệp oản oản lười phỉ nhổ hắn Thuận miệng nói hùa theo. Bây giờ, nàng phải rời khỏi Hoa Quốc, trở về Độc Lập Châu, đương nhiên cần có một cái cớ. Cho nên nàng dứt khoát nói với người nhà rằng mình muốn đi tới chỗ của bạn trai. Sự thật chứng minh, cái cớ này quả thật là rất hợp lý. Ừm ừm, vậy thì được rồi, nhất định phải trông chừng bạn trai thật cẩn thận. Công ty bên này có anh ở đây, anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho cha mẹ, em cứ yên tâm. Diệp Ngộ Phàm luôn miệng tuôn một chàng, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Lương Uyển Quân ánh mắt hiền hòa nhìn con gái, mặc kệ anh chàng tiểu cửu kia có thân phận gì, mẹ cũng thấy cậu ta rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt, hai người rất dễ sống hòa hợp cùng nhau. Huống chi oản oản, cũng tới lúc con tính tới chuyện chung thân đại sự của mình rồi. Cũng nên yêu đương các kiểu, đi ra ngoài chơi, thả lỏng một chút. Chuyện trong nhà và chuyện của công ty không cần quan tâm. Diệp Thiệu Đình cũng vuốt cằm nói, "Không sai, những chuyện khác giao cho cha và anh con là được rồi, con cứ yên tâm mà đi chơi." Đối với con gái, Diệp Thiệu Đình vẫn luôn có cảm giác mình mắc nợ con bé, cho nên vẫn luôn tìm cách đền bù cho con. Trên mặt Diệp oản oản tràn ngập cảm giác ấm áp, "Cảm ơn cha mẹ." "Yên tâm, nàng nhất định sẽ bắt được người nào đó quay trở về." Audio điện tử Võ Tấn Bền